lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 186, Tô Yên đào hoa. Tinh nguyệt không đều, bốn chữ này rất rõ ràng. Lục Cận Phong ở một bên nghe mà khóe mắt giật giật. Dụng ý của Tô Yên, đương nhiên Lục Cận Phong hiểu rõ, thế nên anh bèn phối hợp, ai bảo em tối nào cũng ngủ muộn, cũng không chú ý ăn uống gì cả, sau này phải chú ý hơn đó. Tô Yên cố tình làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhiều lời thế, anh nói đi nói lại mấy lần rồi, đến cha em còn không quản em chặt như anh. Lục Cận Phong, đây là kiểu bạn gái lên mặt chiếm thế thượng phong mà. Không đúng, là kiểu bắt vua làm quân thần phải nghe lệnh mình. Lục Cận Phong ngoan ngoãn nghe lời, được, chỉ cần em nghe lời bác sĩ, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc thì anh sẽ không cào nhau nữa. Tần Nhã Hân cao mày, trước giờ Lục Cận Phong đâu có khúm núm trước ai như vậy một người đàn ông quả quyết sát phạt bên ngoài như vậy, đứng trước mặt Tô Yên lại giống như một người cuồng vợ, Tần Nhã Hân nhất thời thấy trong lòng dâng lên cảm giác tức giận, thế nhưng gương mặt cô ta vẫn tỉnh bơ như không có gì. Cô Tô, Cận Phong cũng là muốn quan tâm cô, vì muốn tốt cho cô, phụ nữ mà kinh nguyệt không đều thì rất khó có con. Tôi có hai đứa con trai rồi, trước khi 30 tuổi cũng không có suy nghĩ muốn có thêm con. Tô Yên nhìn sang Lục Cận Phong, ý anh thì sao? Anh cũng không vội, Chúng ta cứ sống cuộc sống chỉ hai người trước đã. Lục Cận Phong còn có thể nói gì được nữa, anh chỉ có thể phối hợp cùng cô mà thôi. Tô Yên là cô dâu mà anh chọn, là người phụ nữ anh sẵn sàng cưng chiều, vậy thì anh còn có thể làm thế nào nữa? Tiếp tục cưng chiều cô. Trong bụng cô giờ đang mang thai con của anh, cho nên việc quan trọng nhất chính là tâm trạng của Tô Yên. Với lại người đế đô cũng kiêng kỵ một chuyện, đó là trước khi thai được 3 tháng thì tốt nhất là nên giấu không cho ai biết, cái này gọi là giữ cho thai nhi ổn định. Thực sự Tần Nhã Hân không thể chịu nổi cái dáng vẻ chuyện gì cũng nghe theo tô yên này của Lục Cận Phong, cô ta bèn chuyển chủ đề Cận Phong, bác gái vừa tỉnh đã nói muốn tìm anh, anh mau qua đó xem đi, đúng rồi cô tô, cô cũng tới thăm bác gái đi. Sao tô yên lại không biết ý đồ của Tần Nhã Hân cơ chứ? Trần Tố Anh luôn miệng kêu cô ta là con dâu, giờ cô đi vào thăm bà ấy, chẳng phải là Tần Nhã Hân cố ý muốn dìm cô xuống để khoe khoang bản thân mình sao? Tôi không vào đâu, giờ cận phong qua đó cũng như nhau cả. Tô Yên nói, tôi phải tới nhà họ Lý một chuyến thăm Tiểu Vũ, tôi đi trước đây. Tô Yên cũng không đợi Tần Nhã Hân nói thêm gì, cô lấy lại túi sách từ tay Lục Cận Phong rồi nói, em đi đây. Tô Yên cứ thế mà đi thật. Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng Tần Nhã Hân không cam lòng, cô ta nói, cận phong, có phải anh quá cưng chiều dễ dãi với cô tô rồi không, bác gái vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, cô ta đến đây rồi cũng không đi thăm bác ấy được một lát. Không cần so đo kiểu hình thức như vậy, tôi đi thăm mẹ đây. Lục cận phong nói xong lập tức đi về phía phòng bệnh. Tô Yên rời khỏi bệnh viện, vốn là cô đinh tới nhà họ Lý nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên xe bị chặn lại. Chuyện không trùng hợp chính là, chính Chu Kiệt đã chặn xe cô lại, Chu Kiệt vừa nhìn thấy Tô Yên, anh ta hơi ngẩn người một lúc rồi cũng mỉm cười, "Cô Tô, trùng hợp quá." Tô Yên nhìn hôm xe bị quẹt phải, cô quay sang nói với Chu Kiệt, "Cậu cả Chu, anh tông vào đuôi xe tôi, bồi thường đi." Chu Kiệt tỏ ra hào phóng nói, "Tôi lập tức đền cho cô Tô một chiếc mới tinh." Vừa nói, Chu Kiệt vừa gọi điện thoại cho ai đó, lập tức mang một chiếc Ferrari tới đây, màu đỏ. "Tô Yên, đúng là không có tính người." Gọi điện thoại xong, Chu Kiệt nói: "Cô Tô, đúng lúc đến giờ cơm trưa, hay là tôi mời cô đi ăn một bữa, coi như đền tội." Lễ phép Chu đáo. Tất có ý đồ. Tần Phương Linh và Tô Yên đều vào rồi, cậu cả Chu cũng không còn gì phiền muộn nữa, xe cũng đền rồi, ăn cơm thì thôi, người không có công lao như tôi không dám nhận nhiều ưu đãi tới vậy. Cô Tô làm việc cũng thật là vô tình quá. Chu Kiệt sờ sờ ống quần rỗng tuếch của mình, cười cười giễu cợt, món nợ một bên chân này đâu thể dễ dàng thanh toán xong như vậy chứ. Tô Yên cao mày, cả đời này của cô chưa từng mắc nợ ai món nợ lớn như vậy, hết lần này tới lần khác lại chỉ có Chu Kiệt. Cô nói ra một câu cha nợ thì con gánh, nhưng đó lại không phải nguyên tắc sống của cô, ai có nợ thì người đó trả. Là Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh hại cô, Chu Kiệt không nên gánh chịu hậu quả mất đi một cái chân này. Được, vậy tôi sẽ mời cậu cả Chu một bữa cơm. Tô Yên nói, đến biệt viện tiểu trù, thế nào? Giờ thì Tô Yên đã biết Lục Cận Phong chính là ông chủ ngầm của biệt viện tiểu trù, đúng là chỗ tốt thì không nên để người khác biết, đương nhiên là vì chuyện làm ăn buôn bán của cửa tiệm nhà mình rồi. Được, Chu Kiệt dứt khoát đồng ý. Xe của Tô Yên chỉ là bị xước sát nhỏ, vẫn có thể đi được, cô khởi động xe đi thẳng tới biệt viện tiểu khu. Chu Kiệt nhường Tô Yên chọn món, Tô Yên cũng không khách sáo, cô gọi bốn món ăn, một món canh. Thức ăn được mang lên, Tô Yên lập tức tắm đầu ăn cơm. Chu Kiệt cũng không phải chỉ đơn thuần muốn ăn cơm với cô. Anh ta uống trà, thái độ lạnh nhạt mà hỏi, hôn lễ của cô Tô và Lục Cận Phong đã định ngày chưa? Tạm thời thì chưa, Tô Yên uống một ngụm canh, vừa cười vừa nói, có điều nếu cậu cả Chu có ý định tán tôi thì rất là xin lỗi nha, tôi là hoa đã có chủ. Một câu này của cô lập tức bóp chết câu tiếp theo Chu Kiệt định nói sắc mặt chu kiệt trầm xuống chu kiệt tôi đừng nói là một chân này bị gãy cho dù là tàn tật thì cũng có phụ nữ tới cửa làm quen cũng đâu phải cứ tô yên cô mới được tô yên nghe vậy thì cười cậu cả chu có thể nghĩ được như vậy thì tôi yên tâm rồi chu kiệt nhìn nụ cười của tô yên trong lòng anh ta vô cùng buồn bã trong đầu anh ta lại hiện lên cảnh tượng tô yên cùng lục cận phong khiêu vũ trong tiệc mừng thọ của ông cụ lục đó mới gọi là cảnh tượng tươi đẹp tô yên vui vẻ ăn cơm Trùng hợp là đúng lúc đó Hạ Vũ Mặc lại gọi video đến cho cô. "Cậu cả Chu, không ngại tôi gọi video chứ?" "Ừm," Chu Kiệt đáp lại, anh ta cứ uống trà từ đầu tới giờ, bởi vì câu nói vừa rồi của Tô Yên mà chẳng có tí khẩu vị nào. Tô Yên nhận cuộc gọi video, Hạ Vũ Mặc cũng đang ăn cơm, thằng bé hỏi, "Mẹ ơi, bao giờ thì mẹ mới tới thăm con?" Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Mặc yêu cầu Tô Yên đến thăm nó. "Ngoan, mẹ ăn cơm xong sẽ đến." hai mẹ con Tô Yên mải mê nói chuyện video với nhau, để Chu Kiệt bơ vơ một bên. Chu Kiệt cũng không nói gì, thấy mẹ con hai người bọn họ vui vẻ như vậy, luôn luôn cởi mở cười đùa cùng nhau, không hề có chút giả tạo, khung cảnh ấm áp tươi đẹp như thế, khiến Chu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là tình mẫu tử. Trước giờ trong nhà họ Chu chưa từng xuất hiện khung cảnh như vậy, cho dù là trước lúc chân anh ta chưa gãy, Chu Hoàng Long yêu thương anh ta, cùng lắm cũng chỉ khen ngợi hoặc cho tiền tiêu xài không hết, sau khi chân anh ta gãy những ngày tháng sau đó sống rất khó khăn anh ta cũng không còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cha mình nữa nhất thời chu kiệt cũng muốn có một gia đình ấm áp như vậy có vợ con có một cuộc sống bình yên như bao người lần đầu tiên anh ta có cảm giác mãnh liệt như vậy nói chuyện video nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ điện thoại của tô yên sắp hết pin thế là hai mẹ con mới kết thúc cuộc gọi đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn bao nhiêu nữa Chu Kiệt chẳng còn cớ gì để giữ Tô Yên ở lại. Có thể dùng cái chân què để níu kéo Tô Yên một lần nhưng anh ta cũng không thể được voi đòi tiên, Chu Kiệt cũng biết sơ về tính cách của Tô Yên, anh ta cũng coi như biết mình biết ta. Cậu cả Chu, cảm ơn hôm nay đã chiêu đãi tôi. Tô Yên đứng dậy, tôi phải về với con trai rồi. Chu Kiệt thốt ra bốn chữ từ trong kẽ răng, không cần khách sáo. Tô Yên mỉm cười, hai người cùng nhau rời khỏi phòng bao. Tô Yên đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Trong phòng vệ sinh không có lấy một người nào, hình như đèn cũng hỏng rồi, không có cửa sổ, trông rất tối tăm. Tô Yên không nghỉ nhiều, cô rửa tay rồi cúi xuống chỉnh lại quần áo. Đúng lúc này tấm gương chỗ bồn rửa tay phản chiếu một bóng người, cô ta đeo mặt nạ hình hồ ly, lặng lẽ tiến lại gần Tô Yên. Người đó giơ con dao lên định đâm về phía Tô Yên. Lúc này may là Tô Yên kịp ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng người trong tấm kính cô bị dọa một phen nhịp tim bất chợt đập nhanh liên hồi cô theo bản năng mà tránh khỏi nhát dao kia người phụ nữ kia đâm hụt vào không khí mũi dao đâm trúng tấm gương trên tường tiếng mảnh thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng lại là cô hồ ly của địa sát đi chết đi người phụ nữ kia không nhiều lời tô yên nhanh chân định chạy ra ngoài không phải tần nhã hân đang ở bệnh viện với lục cận phong sao chẳng lẽ thật sự là cô đoán nhầm Tần Nhã Hân không phải hồ ly của địa sát. Chu Kiệt nghe thấy động tĩnh bèn khởi động xe lăn đi qua đó, đúng lúc nhìn thấy Tô Yên hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, sau cô còn có một người đeo mặt nạ hồ ly đang cầm dao đuổi theo, cô ta hét lên, "Tô Yên." Vào lúc này, Chu Kiệt điều khiển xe lăn đi tới, ngay khi con dao của người phụ nữ kia suýt đâm trúng người Tô Yên, anh ta kịp thời nhảy tới chắn ngang trước mặt Tô Yên. Chương 187, hoa đào thối của cậu cả lục thật không ít cậu cả Chu. Tô Yên kinh ngạc nhìn Chu Kiệt, con dao cắm trên lưng Chu Kiệt, máu lập tức ướt đẫm toàn bộ lưng. Người phụ nữ rút con dao ra, máu bắn tung tóe, Chu Kiệt ngã xuống trước mặt Tô Yên, cô đưa tay ra muốn đỡ nhưng không đỡ được. "Mau chạy đi." Chu Kiệt hét lên, dùng tay túm lấy chân người phụ nữ. Nếu không phải Chu Kiệt chặn nhát dao này, Tô Yên đã bỏ chạy rồi, nhưng bây giờ, cô làm sao có thể chạy trốn? tô yên không thể không có nghĩa khí như vậy được chu kiệt giữ chân người phụ nữ người phụ nữ trở nên lo lắng giơ dao lên và đâm chu kiệt một lần nữa tô yên vươn tay chặn người phụ nữ dùng sức đánh rơi con dao trong tay người phụ nữ ra rồi nhân lúc cô ta không phòng bị lao tới và đá phang người đó đi tô yên nhanh chóng đỡ chu kiệt lên cô hét lên có ai không giết người rồi cứu chúng tôi với lập tức có người chạy tới người phụ nữ biết mình không thành công thì chạy theo hướng ngược lại cô tô cô tô vệ long và vệ hải đang chạy đến đây là vệ sĩ của lục cận phong cử đến đi theo tô yên chỉ cần tô yên không gặp nguy hiểm hai anh em họ sẽ không xuất hiện tô yên đang ăn cơm bên trong hai anh em họ cũng không ngờ lại gặp nguy hiểm hai người đều đã chờ sẵn ở cửa khi nghe thấy động tính đã lập tức chạy đến hồ ly điện sát đã chạy về bên đó Tô Yên chỉ về hướng đó, nói, nhất định phải bắt bằng được về đây cho tôi. Vâng, cô Tô. Hai anh em họ đuổi theo, Tô Yên quay đầu lại nhìn, Chu Kiệt đã ngất đi. Các nhân viên của biệt viện tiểu trù đều bị kinh động mà chạy tới đây, Tô Yên lập tức kêu người giúp, khiêng Chu Kiệt lên xe, đưa anh ta đến bệnh viện. Từ khi gặp phải sự ám sát của hồ ly địa sát đến lúc đưa Chu Kiệt đến bệnh viện, Tô Yên bình tĩnh vô cùng, cô cũng đã rất hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại. Cô biết rằng sự hoảng loạn sẽ chỉ khiến bản thân trở nên nguy hiểm hơn. Trên đường đi, Tô Yên nhận được một cuộc gọi từ Lục Cận Phong. "Yên Yên, em có bị thương không? Bây giờ em đang ở đâu?" Giọng Lục Cận Phong có chút căng thẳng. "Em không sao. Là Chu Kiệt bị thương, em lập tức đến bệnh viện ngay." Tô Yên không nói nhiều, khi đến bệnh viện, Lục Cận Phong đã đợi ở cửa bệnh viện, hai người đưa Chu Kiệt vào phòng mổ trước. Nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Tô Yên đang định nói chuyện thì Tần Nhã Đan lại tới. "Cận Phong, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Tần Nhã Đan kinh ngạc khi nhìn thấy vết máu trên người Tô Yên, "Cô Tô, cô bị thương rồi, có chuyện gì sao?" Cô mới rời đi một lúc, tại sao đã thành ra thế này rồi? Tất cả máu trên người cô đều là của Chu Kiệt, Tô Yên không hề bị thương. Cô nhìn chằm chằm Tần Nhã Đan, nhất thời không phân biệt được là Tần Nhã Đan diễn kịch hay là do cô suy nghĩ quá nhiều. Tần Nhã Đan đang ở đây, vậy thì không phải Tần Nhã Đan đã ám sát cô ở biệt viện tiểu trù. Lục Cận Phong nói, Nhã Đan, em đi chăm sóc mẹ anh trước đi, anh sẽ ở đây đi cùng với Tô Yên. Được, Tần Nhã Đan rất hiểu chuyện, anh cứ yên tâm để em chăm sóc cho bác gái, anh cứ ở cùng với cô Tô là được rồi. Sau khi Tần Nhã Đan rời đi, Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, là một người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly đã ám sát em, hồ ly địa sát, trước đó em đã đoán sai rồi. Nhã Đan vẫn luôn ở trong bệnh viện, Lục Cận Phong ôm Tô Yên vào lòng, nói: "Yên yên, em không sao là tốt rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh." Trong mắt Lục Cận Phong lóe lên sát ý, có người hết lần này tới lần khác muốn động đến Tô Yên, anh làm sao có thể dễ dàng buông tha địa sát được. Trong lúc đang phẫu thuật, Lục Cận Phong nhận được tin Vệ Long và Vệ Hải đã bắt được người này. Lục Cận Phong không lập tức đi thẩm vấn, anh gọi điện thoại cho Vạn Nhất kêu vạn nhất đến đó trước rồi cùng Tô Yên ở trong bệnh viện chờ người nhà họ Chu đến. Khi Chu Hoàng Long và bà chủ Chu đến, ca phẫu thuật vừa kết thúc. Bác sĩ nói, không bị thương nghiêm trọng. Nếu nhát dao sâu hơn một chút sẽ làm cột sống bị thương và người sẽ bị liệt. Nghe đến đây, trong lòng Tô Yên không khỏi sợ hãi, nếu Chu Kiệt thật sự gặp phải nguy hiểm, cả đời này cô khó mà yên lòng được. Chu Kiệt bị đưa vào phòng bệnh, Chu Hoàng Long bắt đầu truy vấn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Con trai tôi làm sao mà bị thương? Lục Cận Phong một tay ôm Tô Yên nói, vợ sắp cưới của tôi chưa hôm nay gặp phải một chút chuyện, Chu Kiệt dám làm việc nghĩa, Lục Cận Phong nhất định sẽ báo đáp ân tình này, tổng giám đốc Chu sau này nếu như cần Lục Cận Phong đây giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối. Hứa hẹn lớn như vậy khiến Chu Hoàng Long có chút sững sờ. Lời nói của Lục Cận Phong kín kẽ không chút lỗ hổng, anh đang giúp Tô Yên trả ân tình này, anh không muốn Tô Yên dính líu gì đến bất kỳ người đàn ông nào. Đặc biệt là kiểu ân tình cứu mạng này. Tô Yên có thể nghe ra ý đồ của Lục Cận Phong, nếu như là lúc bình thường nhất định cô sẽ than thở Lục Cận Phong quá nhỏ mọn và ghen tuông như một người phụ nữ, nhưng hôm nay cô lại không nói gì. Lục Cận Phong đã nói đến nước này rồi, Chu Hoàng Long nào dám truy hỏi thêm nữa. Đối với người kinh doanh, điều quan trọng nhất là lợi nhuận. Chu Kiệt bị thương là sự thật, vết thương không đến mức quá nghiêm trọng, cho nên bây giờ bồi thường càng nhiều càng tốt, đó mới là điều quan trọng nhất. Khiến vết thương này trở nên có giá trị, có lợi ích nhất. Chu Hoàng Long không thiếu tiền, nếu là người khác, Chu Hoàng Long có lẽ đã ăn miếng trả miếng rồi, nhưng đối tượng lại là Tô Yên, Lục Cận Phong đứng lên hứa hẹn, ông ta sẽ không truy cứu nữa. Chu Hoàng Long nói, được rồi, nếu đã có lời của tổng giám đốc lục tôi cũng yên tâm bà chu muốn nói gì đó nhưng chu hoàng long lại liếc nhìn vợ mình bà chu đành thôi không nói nữa lục cận phong nói nếu chu kiệt không sao cả tôi sẽ đưa vợ sắp cưới của tôi về trước hai người rời khỏi phòng bệnh tô thanh nói lục cận phong ân tình này nợ lớn quá nếu con dao đó đâm vào người cô có thể một xác chết và ba mạng người vợ chồng là một thể ân tình mà em nợ chính là lục cận phong này nợ anh sẽ trả lại lục cận phong vuốt ve khuôn mặt tô yên dịu dàng nói anh sẽ bảo hạ vũ đưa em về nhà cũ không em nghĩ vẫn nên trở về nhà họ lý thì tốt hơn lục cận phong phải xử lý chuyện còn lại tô yên không muốn để lục cận phong đưa về nhưng cô cũng không muốn đến nhà cũ của nhà họ lục hay biệt thự nam sơn được lục cận phong đều nghe theo tô yên về nghỉ ngơi thật tốt đừng nghĩ lung tung vâng tô yên lơ đãng đáp trên đường trở về cô gọi điện cho lâu doanh em còn liên lạc với địa sát không có buổi sáng họ vẫn thúc giục em động thủ mà em bận quá nên không có thời gian quan tâm cũng trực tiếp ngả bài rồi lâu doanh hỏi chị ơi có chuyện gì vậy tô yên hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này hồ ly địa sát đã đến gặp chị một lần nữa suýt chút nữa mất mạng rồi Lâu doanh ăn 100 triệu của người khác mà không làm việc nên đối phương chỉ có thể tự mình làm, điều này hoàn toàn chính đáng. Suýt chút nữa thì thức là không sao rồi. Lâu doanh cười nói qua điện thoại, chị ơi, đợi vài ngày nữa em giải quyết xong chuyện này sẽ trả thù cho chị. Lâu doanh đã nói như vậy, vậy thì vấn đề bên thiên lang cũng không quá nghiêm trọng. Biệt thự Nam Sơn Trong tầng hầm, người phụ nữ ám sát Tô Yên bị trói vào ghế. Khi chiếc mặt nạ được tháo ra, vạn nhất có chút thất vọng, tấm tắc nói đại ca, không phải đã nói hồ ly địa sát là sát thủ đẹp nhất địa sát, đây đâu có đẹp đâu, tin đồn thất thiệt, em biết rồi, ngày nào đi ra ngoài cũng đeo mặt nạ chắc chắn là để che đậy sự xấu xí, những lời đồn đại thật không đáng tin. nước da của người phụ nữ hơi ngâm đen, nhưng ngũ quan cao, không phải là khuôn mặt của người phương đông, người đi đường chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của hồ ly thậm chí cho dù có bị bọn họ bắt được cũng không dám chắc đó thực sự là hồ ly địa sát. Lục cận phong không quan tâm đối phương trông như thế nào, đi tới gần người phụ nữ, lạnh giọng hỏi tại sao cô lại tấn công Tô Yên. Người phụ nữ diếu cợt, rơi vào tay các người, tôi biết mình không thể sống sót trở về, nhưng tôi không hối hận vì đã giết Tô Yên, ai bảo cô ta là người phụ nữ của anh. Một người phụ nữ yếu đuối, cô ta không xứng làm người phụ nữ của anh. Lục cận phong cau mày. Vạn nhất ác ý hỏi, đại ca của tôi muốn tìm người phụ nữ như thế nào thì liên quan gì đến cô, ám dạ và địa sát là đối thủ một mất một còn, chẳng lẽ là cô thật sự thích đại ca của tôi? Vạn nhất vừa dứt lời, người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu, chưa từng có người đàn ông nào lọt vào mắt hồ ly của tôi, anh là người đầu tiên. Cười khúc khích, vạn nhất không khỏi bật cười. Đại ca, cô ta thầm thương trộm nhớ anh kia. mươi 188, vào viện để tránh sải thai. Sắc mặt của Lục Cận Phong trở nên u ám, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ này, trước đây họ cũng đeo mặt nạ cho người khác xem, ngay cả đối phương như thế nào anh cũng không biết, nói gì đến chuyện Grass chứ. Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn Vạn Nhất một cái, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ đó, giọng nói lạnh nhạt, tôi biết rằng muốn biết được một câu nói thật từ miệng những người địa sát như các cô là điều không thể, nhưng để toàn bộ ám dạ sống sót trở về, đó cũng là chuyện không thể. Tôi biết vì vậy tôi không nghĩ đến chuyện sống sót trở về người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn lục cận phong mỉm cười là một nụ cười vô cùng kiêu ngạo có thể tận mắt thấy diện mạo thật của thủ lĩnh ám dạ cho dù là chết cũng đáng giá lục cận phong biết rằng đối phương vô cùng cứng đầu không thể tra hỏi thêm được gì xử lý đi ném xuống vùng biển tự do lục cận phong ra lệnh cho thuộc hạ anh cũng không nhiều lời nếu như đối phương là một người đàn ông anh còn có thể đánh mấy phát nhưng đối phương là phụ nữ mà nguyên tắc của lục cận phong là không đánh phụ nữ nhưng người muốn hại tô yên vậy chỉ có một kết cục là chết lục cận phong và vạn nhất đi ra khỏi tầng hầm đại ca chuyện hôm nay có phải quá kỳ lạ rồi không em luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lục cận phong trợn mắt nhìn vạn nhất hư lạnh nói xem ra cậu cũng có ai kêu đấy những lời mà người phụ nữ đó nói một chữ lục cận phong cũng không tin lý do muốn giết Tô Yên quá gò ép rồi. Vậy tại sao đại ca không hỏi lại lần nữa? Cho dù đã giết người thì hỏi cũng không ra được cái gì cả, vì vậy không cần lãng phí thời gian. Đôi mắt lục cận phong hơi nheo lại, vạn nhất, cậu cảm thấy nhã đan. Những lời sau đó, lục cận phong không nói ra nữa, vạn nhất cũng hiểu được, anh lo lắng nhã đan là người của địa sát. Đại ca, nếu như thật sự như vậy, vậy chuyện của năm đó chính là một ván cờ, đối phương dẫn nhã đan đi, không phải để uy hiếp anh, vậy thì còn có ý đồ khác. Tần, Tần Nhã Đan, Lục Cận Phong lặp đi lặp lại câu này, người đứng sau địa sát họ Tần, Nhã Đan và Nhã Hân đều là trẻ mồ côi, vậy họ có đi theo hay không? Lục Cận Phong nghĩ đến suy đoán của bản thân mình, lông mày nhíu chặt lại lần nữa. Rất nhiều chuyện không thể không cân nhắc, Tần Nhã Đan đã mất tích nhiều năm như vậy, sau khi quay trở về thì cũng không nói một câu thật lòng. Vạn nhất cũng không cười nữa, sắc mặt anh ta nghiêm trọng đại ca nhã đan cũng tính là quen biết với chúng ta mười mấy năm rồi được xem là thanh mai trúc mã hai chị em này đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi đây là sự thật năm đó nhã đan xảy ra chuyện anh đã giúp đỡ nhã hân tất cả chi phí ở nước ngoài của cô ấy đều do anh chi trả nếu như năm đó nhã đan không xảy ra chuyện bây giờ hai người đã sớm kết hôn rồi tình cảm mười mấy năm vạn nhất cũng cảm thấy đây là chuyện khó lựa chọn lục cận phong im lặng Ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh châm một điếu thuốc. Cả hai người đều không chú ý đến, cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai của người thứ ba. Tần Nhã Đan từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lục Cận Phong và Vạn Nhất ở phòng khách phụ, cô lặng lẽ đi lại gần, nấp sau cánh cửa nghe lén. Tần Nhã Đan nắm chặt hai tay, cô ta biết rằng bí mật của cô ta không thể giữ được nữa. Thông minh như Lục Cận Phong, anh nhất định sẽ nhìn ra được những sơ hở trong lời nói của cô ta. Hơn nữa những lời đó cũng là do cô ta cố tình nói ra. Cô ta biết rõ bí mật không thể nào che giấu cả đời, mấy năm nay ân oán giữa Đại Sát và Ám Giả càng sâu đậm hơn. Tần Nhã Đan lặng lẽ rời đi, cô ta đi ra ngoài sân, lập tức gọi điện thoại cho bên ngoài, bây giờ dừng lại tất cả hành động, bất kỳ người nào cũng không được tìm Tô Yên gây phiền phức nữa, truy tìm cho tôi 100 triệu mà lâu doanh đã lừa gạt. Tiền của Tần Nhã Đan cô ta không phải dễ nuốt như vậy. Vâng. Cô cả. Ngay khi Tần Nhã Đan định cúp máy, trong điện thoại lại cất lên một giọng nam khác, vô cùng nghiêm khắc, "Khi nào con quay trở về với cha vậy? Con định làm liều đến khi nào? Con không có làm liều." Trong mắt Tần Nhã Đan lộ ra vẻ dứt khoát, "Cha, thời gian con không còn nhiều, cha hãy để con tùy thích một lần đi. Con nghe lời cha, 5 năm, năm không rời khỏi địa sát, cho nên con mới bỏ lỡ anh ấy. Bây giờ người anh ấy yêu không phải là con, bên cạnh anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi." Con không thể làm ra chuyện khiến bản thân mình hối hận nữa. Nhã Đan, bên kia chỉ kịp kêu một tiếng, Tần Nhã Đan đã cúp máy. Cô ta nhất định phải chinh phục lại trái tim của Lục Cận Phong. Đây là tâm nguyện cuối cùng của cô ta. Nhà họ Lý, Tô Yên đang ngây người ngồi trong sân, Lưu Tuyết Lam bưng tổ yến đi đến, "Tiểu Yên, mẹ vừa mới hầm, con mau ăn đi, rất tốt cho da." Dạo gần đây ngày nào Lưu Tuyết Lam cũng mày mò nghiên cứu xem làm cách nào để duy trì được sắc đẹp của mình. "Vâng, cảm ơn mẹ đỡ đầu." Lưu Tuyết Lam hỏi, "Tiểu Yên, lần này sau khi con quay trở về, tại sao tâm trạng lại rối bời như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Mẹ nghe Tiểu Vũ nói, "Các con quay về nhà mẹ đẻ, có phải ở bên đó con bị ức hiếp gì không?" "Không có, con đi nửa đường đã quay trở lại đây rồi." Tô Yên nói, "Mẹ đỡ đầu, con không sao đâu." có thể do con hơi mệt thôi. Chuyện liên quan đến biệt viện tiểu trù, Tội Yên cũng không nói, tránh để Lưu Tuyết Lam lo lắng. Được, vậy con ăn tổ yến xong thì mau đi nghỉ ngơi nhé. Lưu Tuyết Lam hỏi, đúng rồi, bà chủ lục đã tỉnh rồi à? Tỉnh rồi, trong bệnh viện, nhưng bởi vì não bị thương nặng nên đã quên không ít chuyện. Vậy không phải hôn sự của con và lục cận phong lại phải trì hoãn rồi? Không vội, không vội chỗ nào chứ, trong bụng con còn có con đấy." Tô Yên ngạc nhiên, cô không gì về việc mang thai. Lưu Tuyết Lam nói, "Tiểu Vũ đã nói với mẹ, nói rằng con sẽ sinh cho nó một cô em gái." Thì ra là như vậy. Sáng nay vừa xác nhận là một cặp song sinh, dự định sẽ nói với mọi người khi thai ổn định lại. Song sinh sao, đây là chuyện tốt, Lưu Tuyết Lam vui mừng không tả xiết. Ai mang thai song sinh? Lý Văn từ bên ngoài trở về, đúng lúc nghe thấy chị con mang thai rồi. Lưu Tuyết Lam nói, con xem xem, chị hai con đã mang thai rồi, con cũng không còn trẻ nữa, còn không dẫn một đứa con dâu về đây cho mẹ. Chuyện thám hiểm. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mẹ, không phải là con không dẫn, mấu chốt là hình hình không đồng ý. Lưu Tuyết Lam vừa nghe thấy những lời này, bà vui mừng nói, Hinh hình là ai? Chính là An Hinh, cô cả nhà họ An, người có tính tình vô cùng xấu lý văn đau khổ nói phụ nữ bây giờ rất khác người quá khó khăn lưu tuyết lam suy nghĩ một lúc bà mới nhớ ra an hinh này là ai tiểu văn à tầm nhìn của con cũng quá đặc biệt rồi tại sao con lại tìm chỗ chết đi yêu con bé nhà họ an đó nếu như cưới con bé đó vào nhà này con còn không bị bạo lực gia đình à nghe vậy tôi yên thật sự không nhịn được cô phun tổ yến ra khỏi miệng lưu tuyết lam thật là có tầm nhìn xa với tính khí của an hinh một lời không hợp thì có thể đánh tay đôi với lý văn lý văn bĩu môi mẹ mẹ coi thường con trai mẹ quá rồi với thân hình nhỏ bé này của con có chỗ nào con chịu đựng được một người vợ với tính khí mạnh mẽ tô yên giơ tay lên cười và nói xen vào mẹ đỡ đầu mẹ nói quá đúng trước đây con cũng khuyên lý văn như vậy nhưng nó không nghe thế nào cũng phải tự tìm đường chết chị chị không giúp thì thôi đi cũng không thể nắm chân sau kéo lại nói lời châm chọc như vậy chứ lý văn nắm chặt tay xin thề mọi người đả kích con thế nào cũng được nhưng cả đời này nếu như con không thể lấy an hinh xem như con thua vậy con sẽ xuất ra làm hòa thượng lưu tuyết lam vội vàng nói con à con đừng nghĩ không thông vậy chúng ta hãy chống mắt lên chờ xem tô yên chưa kịp nói xong bụng dưới của cô đột nhiên đau nhói phần dưới cơ thể có một luồng nhiệt tuôn ra tô yên lập tức hoảng sợ Lưu Tuyết Lam nhận ra có điều gì đó không ổn, Tiểu Yên, sao vậy? Bụng con đau quá, Tô Yên ôm bụng, mau đưa con đến bệnh viện. mươi 189, Tần Nhã đan đoán được bí mật của Tô Yên. Tô Yên một ngày vào bệnh viện ba lần. Cô nghĩ năm nay nhất định là phạm thái tuế. Trong năm này, quả thật là còn phong phú, đa dạng lại kích thích hơn 25 năm đã qua. Mà phần kích thích toàn là xuất hiện sau khi gặp gỡ lục cận phong đến bệnh viện, lập tức sắp xếp một loạt kiểm tra. Kết quả cuối cùng là, nguy cơ xảy thai. Còn về nguyên nhân, bác sĩ đã phân tích mấy cái. Tô Yên nghĩ cái có khả năng nhất là nhân tố bên ngoài. Bác sĩ yêu cầu nằm viện dưỡng thai. Tô Yên nằm trên giường bệnh nghĩ lại mà sợ. Nếu như không có chuyện xuất huyết, cô còn tưởng trước giờ mình làm bằng sắt. Lưu Tuyết Lam cũng bị dọa không nhẹ. Hạ Vũ Mặc cũng lo lắng đến phát khóc. Tiểu Vũ, đừng lo lắng, không phải mẹ đã không sao rồi sao?" Tô Yên hé ra một nụ cười, kéo tay Hạ Vũ Mặc nào, sợ em gái đi, mẹ và em gái đều khỏe mạnh. Hạ Vũ Mặc cẩn thận sờ bụng Tô Yên, làm như một ông cụ non, sụ mặt, nói một cách nghiêm túc, "Mẹ không thương tiếc bản thân mình. Kể từ hôm nay, mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy loạn, cũng không được xuống đất. Nếu cần gì thì bảo Tiểu Vũ là được, Tiểu Vũ sẽ chăm sóc mẹ." hạ vũ mặc vỗ ngực, vừa đáng yêu, vừa có cảm giác rất có trách nhiệm, thật có một chút dáng vẻ của đàn ông con trai rồi. Tô Yên bị chọc cười, được, cái gì mẹ cũng nghe con hết, quản gia nhỏ của mẹ. Lưu Tuyết Lam nghe thấy cũng cười, Tiểu Yên, Tiểu Vũ là thương con. Ba tháng đầu trong thời gian mang thai, vẫn phải chú ý chút, nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạ, Tô Yên cười nói, mẹ nuôi, thật ngại quá, đã khiến mẹ lo lắng rồi. Nói những lời này làm gì? Yên Yên. Sau khi nhận được tin tức, Lục Cận Phong sốt ruột, vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Tô Yên đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trái tim Lục Cận Phong đau nhức nhối, "Yên Yên, em cảm thấy sao? Bác sĩ nói thế nào? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?" Tô Yên cười yếu ớt, nói "Anh hỏi em nguyên một hơi nhiều câu hỏi như vậy, bảo em trả lời cái nào đây?" "Đừng lo lắng, em không sao, nghỉ ngơi là khỏe." còn nói không sao, nguy cơ xảy thai, không thể qua loa được đâu. Lưu Tuyết Lam nói, mọi thứ đều làm theo lời căn dặn của bác sĩ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nguy cơ xảy thai, lục cận phong hoảng sợ, liếc nhìn bụng Tô Yên, nắm chặt bàn tay Tô Yên, yên yên, em chịu khổ rồi. Anh không ngờ mang thai lại khó khăn như vậy. Mà kế tiếp, khi anh đứng nhìn bác sĩ tiêm thuốc an thai cho Tô Yên, một cây kim to như thế, đâm vào trong cơ thể Tô Yên, dường như còn đau hơn khi đâm vào người anh. Tô Yên rõ ràng cảm thấy đau, nhưng lại chỉ nhíu mày, và lại còn cười trấn an anh, không sao, không hề đau chút nào. Viên mắt lục cận phong ươn ướt. Lúc đi, bác sĩ nói, thêm một lát nữa lại tiêm thêm một mũi, sau ngày mai, mỗi ngày chỉ cần tiêm một mũi là được. Lục cận phong hỏi, vậy tổng cộng tiêm bao nhiêu mũi? Để xem tình hình, nếu như sau đó không còn xuất huyết nữa, chỉ số progesterone tăng lên, vậy thì không cần phải tiêm nữa. Sau khi bác sĩ đi, Lưu Tuyết Lam cũng dẫn Hạ Vũ mặc về trước, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Yên và Lục Cận Phong. Lục Cận Phong đứng bên cạnh giường bệnh, anh nhìn chằm chằm Tô Yên trong một chốc. Tô Yên bị nhìn thì không hiểu ra sao, cười nói, làm sao vậy? Anh đừng như vậy. Bác sĩ cũng đã nói rồi, sẽ không sao đâu. Khóe mắt Lục Cận Phong ươn ướt, trong lòng Tô Yên cảm thấy kinh ngạc đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lục cận phong vì cô mà ướt viền mắt lục cận phong ngồi xuống mép giường hai tay ôm eo tô yên đầu dán lên trên bụng tô yên khàn giọng nói nhỏ thì ra bọn nó yếu ớt như vậy nhưng cũng kiên cường đến thế tô yên xoa đầu lục cận phong cười nói trẻ con đều có linh tính bọn nó đã chọn chúng ta là cha mẹ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ anh đừng lo lắng sau này em sẽ không chạy loạn nữa thành thật nằm trên giường dưỡng thai như vậy đã được chưa? Lục Cận Phong nhẹ nhàng cọ đầu trên bụng Tô Yên, để anh ôm các em nào. Tô Yên cười, đều đã lớn thế này rồi, còn giống như con nít. Tư thế dán đầu lên bụng Tô Yên của Lục Cận Phong, chẳng phải trông giống y như một đứa con nít lớn xác đang làm nũng sao? Lục Cận Phong ôm đủ rồi, cởi giày ra rồi cũng nằm xuống giường, tối nay anh sẽ ở bên cạnh ba mẹ con các em. Tô Yên dở khóc giở cười nếu như để người ngoài biết tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng của tập đoàn lục thị dính người như thế này sợ là sẽ vỡ hết kính mắt dính vợ không mất mặt lục cận phong lấy cánh tay mình làm gối cho tô yên có em ở đây anh mới là con người thật em cũng vậy tô yên nở nụ cười gối trên cánh tay của lục cận phong nhắm mắt lại em có hơi buồn ngủ rồi muốn ngủ một giấc được lục cận phong đắp chăn cho tô yên lại cài điện thoại thành chế độ im lặng lúc này mới ôm tô yên cùng nhau nghỉ ngơi trong một căn phòng bệnh khác, Tần Nhã Đan gọi cho Lục Cận Phong mấy cuộc điện thoại, đều không có ai bắt máy. Trần Tố Anh nằm trên giường bệnh thấy không vui, con dâu, con trai mẹ không nghe điện thoại sao? Vậy để mẹ gọi cho nó. Dạ, Tần Nhã Đan cầu còn không được. Trần Tố Anh cũng gọi liên tiếp mấy cuộc cho Lục Cận Phong, vẫn không có người nghe. Trần Tố Anh nói thầm, con trai biết mẹ đang ở trong bệnh viện, sao có thể không nghe điện thoại? Có thể là đang bận ạ. Tần Nhã Đan làm như vô ý nói một câu, địa vị xã hội của Cận Phong như hiện giờ, khó tránh sẽ có rất nhiều tiệc xã giao. Không chỉ có xã giao, mà còn có một số người phụ nữ không biết tốt xấu, nhào lên người anh Cận Phong. Người nói chuyện chính là Tần Nhã Hân. Cô ta xách một giỏ trái cây đi vào, bác gái, đã đỡ hơn chưa? Còn nhớ cháu chứ ạ, à? Nhã Hân đây. Trần Tố Anh quan sát Tần Nhã Hân một lát, cười gượng nói, hân hân đấy à, cháu đã lớn thế này rồi à. Đúng là con gái 18 thì thay đổi nhiều, trở nên xinh đẹp hơn rồi. Trong ký ức của Trần Tố Anh, Thái Nhã Hân vẫn chỉ là một cô bé 15, 16 tuổi. Bác gái, bác nhất định phải làm chủ cho chị gái cháu. Tần Nhã Hân nói, gần đây có một người phụ nữ tên Tô Yên quấn lấy anh Cận Phong, bây giờ anh Cận Phong nhất định đang ở chỗ người phụ nữ đó. Tô Yên, Trần Tố Anh chỉ cảm thấy cái tên này hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, có chút quen thuộc. Đúng ạ. À người phụ nữ đó thật đúng là không biết xấu hổ rõ ràng đã biết chị và anh cận phong bên nhau còn muốn chen ngang một chân tần nhã hân đảo ngược sự thật nói bác gái cái người tôi yên đó chưa kết hôn đã có con đời sống riêng tư rất loạn thứ mà cô ta nhìn chúng là tiền của anh cận phong chưa kết hôn đã có con trần tố anh cười gượng tay xoa xoa chán lẩm bẩm một mình mình chỉ là quên mất chuyện vài năm không ngờ con gái bây giờ đều cởi mở như vậy Thời đại tiến bộ quá nhanh. Tần Nhã Đan, đây là trọng điểm sao? Không phải trọng điểm nên là một người phụ nữ chưa kết hôn đã có con, hành vi không ra gì, quấn lấy lục cận phong sao? Tần Nhã Đan thấy hai người nói chuyện không cùng một tần sóng, cười cười chuyển chủ đề, nói, bác gái, bác nghỉ ngơi đi, ngày mai cháu lại đến thăm bác. Được, Trần Tố Anh nói, con dâu à, con cũng đừng nghĩ nhiều quá. Con cũng biết rõ con trai mẹ là người thế nào, Tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với con." Lúc nãy Hân Hân nói đùa thôi, bác gái, bác nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ Tần Nhã Đan rất muốn rời khỏi chỗ này, tìm không ra Lục Cận Phong, sao cô ta có thể yên lòng được? Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Tần Nhã Đan lập tức gọi một cuộc điện thoại, kiểm tra xem Lục Cận Phong đang ở đâu. Chưa đến 3 phút, Tần Nhã Đan đã nhận được câu trả lời. Nhìn tin nhắn gửi đến, cô ta nhăn mày, đang ở bệnh viện Tần Nhã Hân hỏi chị, anh Cận Phong đang ở bệnh viện sao không nghe điện thoại? Cũng không đến thăm Trần Tố Anh. Tần Nhã Đan cất điện thoại, nói Tô Yên cũng đang ở trong bệnh viện. Sáng nay chị gặp Tô Yên đi ra từ khoa phụ sản, cô ta nói là kinh nguyệt không đều. Bây giờ xem ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Chị, ý của chị là, chẳng lẽ Tô Yên? Chị em hai người nhìn nhau một cái, đoán chừng hai người đi chung rồi. Tần Nhã Đan nói, chị đi tìm trưởng khoa phụ sản lúc sáng khám bệnh là biết có đúng hay không. chương 190, viêm ruột thừa còn đỡ hơn bệnh trĩ. Bệnh viện đều có lịch xếp ca. Tần Nhã Đan muốn biết lúc sáng là ai đã khám bệnh cho Tô Yên, vì sao lại nằm viện, rất là dễ dàng. Bỏ ra chút tiền là được. Tần Nhã Đan bỏ ra chút tiền, còn lấy được hồ sơ bệnh án của Tô Yên. Nhìn căn bệnh được viết trên hồ sơ bệnh án, cô ta lập tức nhíu mày, Viêm ruột thừa cấp tính. Điều này hoàn toàn không giống với dự đoán. Tần Nhã Hân cũng kinh ngạc, không có mang thai. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án nói, Cô Tô quả thật là bị viêm ruột thừa cấp tính, cũng may là đến sớm, nếu không thì phiền phức rồi. "Cảm ơn." Tần Nhã đan nhét tiền cho bác sĩ, "Xin hỏi Cô Tô đang nằm ở phòng nào?" "Phòng 809." "Cảm ơn." Tần Nhã đan nhận được câu trả lời, kéo Tần Nhã Hân đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Tần Nhã Hân nói: "Chị, nếu Tô Yên không có mang thai, vậy thì chị yên tâm được rồi." "Em về trước đi, chị đến phòng bệnh xem thử." Tần Nhã Đan nói: "Đúng rồi, tốt nhất là em nên về địa sát đi." "Chị, em muốn ở lại bên cạnh chị." Sau đó nhìn Tô Yên bị anh Cảnh Phong vứt bỏ. Tần Nhã Hân không cam lòng cứ thế mà đi. Tần Nhã Đan nhìn Tần Nhã Hân một cách sâu xa, không nói gì cả. Em gái của cô ta trổ mã rất duyên dáng, xinh đẹp còn lục cận phong lại là một người xuất sắc nổi bật trong lòng có sinh ra lòng sự mến mộ cũng không phải là không thể giác quan thứ sáu của con gái luôn rất chuẩn tần nhã đan đi đến cửa phòng bệnh tô yên đang nằm nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ trên cửa nhìn vào bên trong khi nhìn thấy lục cận phong đang làm gối đầu cho tô yên hai người rúc vào nhau nằm nghỉ trên giường ngọn lửa ghen ghét trong lòng tần nhã đan dâng lên ngùn ngụt tô yên tần nhã đan nhầm tên của tô yên hận không thể nhai nát cái tên này, rồi nuốt xuống. Cô ta nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, gắng hết sức kiềm nén xuống mới có thể kiềm chế được cảm xúc. Tần nhã đan không dám nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh nhiều hơn nữa, cô ta bụng ngược lại đang bắt đầu quặn đau, đi ra ngoài. Tần nhã hân cũng nhìn bên trong một cái, ngọn lửa ghen ghét không thua gì tần nhã đan. Hai chị em là bị tức nên bỏ đi. Ngày hôm sau, Lục cận phong đến phòng làm việc của bác sĩ có tình huống gì không? Ngài lục quả nhiên đã nói chúng. Tối hôm qua thật sự có người đến xem bệnh của cô tô. Bác sĩ kính cần nói, tôi đã đưa hồ sơ bệnh án đã được làm giả trước cho cô tần xem rồi, mọi thứ đều làm theo lời can dặn của ngài lục, làm rất tốt. Lục cận phong rời khỏi phòng làm việc. Anh đã sớm đoán được tần nhã đan sẽ tra hành tung của anh, cũng sẽ đi tra tình huống Tô yên nhập viện cẩn thận thì giữ được huyền đến vạn năm. Chuyện Tô yên mang thai, có thể giấu được thì tiếp tục giấu. Vừa mới sáng sớm, Lưu Tuyết Lam và Hạ Vũ Mặc đã mang đồ ăn ngon đến bệnh viện. Tô Yên ăn uống no nê một trận, gửi đồ còn dư cho Chu Kiệt. Chu Kiệt đã đỡ một sao cho cô, Trung Quy cũng không thể không bày tỏ chút gì đó. Biết ơn báo đáp, đây chính là phẩm đức tốt đẹp của Tô Yên, không thể đánh mất. Tô Yên vốn định đi qua, Hạ Vũ mặc bắt buộc cô phải ngồi xe lăn, cuối cùng vẫn không lay chuyển được con trai, cô đành phải thỏa hiệp. Hạ Vũ mặc đẩy xe lăn, tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ biết chăm sóc người ta. Chu Kiệt đã tỉnh rồi. Bởi vì phần lưng bị thương, anh ta chỉ có thể nằm nghiêng. Cậu cả Chu, đã đỡ hơn chút nào chưa? Tô Yên đặt canh gà lên bàn, vô cùng biết ơn nói, hôm qua thật sự cảm ơn anh, Tô Yên tôi lại nợ anh một ân tình. Thứ khó trả nhất chính là ân tình tình huống hôm qua, nếu đổi là người khác cũng sẽ đứng ra cứu giúp. Chu Kiệt nhìn Tô Yên đang ngồi trên xe lăn, cô cũng bị thương sao? Tô Yên cười nói, tuổi tác đã lớn, cơ thể không được rồi. Tránh được một sao đó, vẫn không thoát được số phận nằm viện, như vậy cũng được, vừa lúc làm bạn với anh. Đương nhiên Tô Yên sẽ không nói mình mang thai, tìm đại một lý do qua loa cho qua. Khóe miệng Chu Kiệt giật giật. Tuổi tác lớn Chu Kiệt nói một cách sâu xa, tôi nhớ là năm nay cô Tô mới 25 nhỉ. Con gái một khi đã đến 25, tốc độ sói mòn collagen nhanh hơn, các chức năng cũng không hoạt động tốt, già nhanh hơn. Tô Yên bịa chuyện nói bừa, con trai các anh 30 như một nhành hoa, còn con gái vừa qua 18 là như bã đậu. Con trai tôi cũng đã lớn thế này rồi, thân thể thật sự không được rồi. Chu Kiệt, nói về tài ăn nói, anh ta không thể không phục Tô Yên, Hạ Vũ mặc nhanh trí, phối hợp với Tô Yên, vô cùng lo lắng nói, mẹ à, bác sĩ đã nói rồi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để đến tuổi trung niên thì bắt đầu dưỡng già. Áp lực của con cũng rất lớn, còn phải để dành tiền cưới vợ, còn phải nuôi con cái, còn phải để dành tiền cho con cái cưới vợ. Dừng lại, Tô Yên trợn dọc Hạ Vũ mặc một cái, đã nói mẹ mới là người con yêu thương nhất mà, tiểu Vũ, con thay lòng đổi dạ rồi, con không yêu mẹ nữa rồi, mẹ đau lòng quá. Tô Yên bụng ngực, cố ý làm ra vẻ đau lòng, cố gắng nặn ra nước mắt, thế nhưng, một giọt nước mắt cũng không có. Hạ Vũ Mặc dùng cái tay nhỏ mũm mĩm vỗ vỗ Tô Yên, dỗ dành, "Được rồi, được rồi, bây giờ mẹ vẫn là người con yêu nhất." Chu Kiệt nhìn Hạ Vũ Mặc. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp đứa trẻ này. Trước kia đã từng gặp trong tiệc mừng thọ của ông cụ Lục. Nhưng hôm nay nhìn lại, càng thấy yêu thích hơn có lẽ là trước kia xem video hai mẹ con tô yên và hạ vũ mặc tương tác với nhau nên mới khiến cho anh ta sinh ra cảm giác này tô yên giả khóc vai diễn của hai mẹ con đổi cho nhau hạ vũ mặc thì giống như một ông cụ non dỗ dành tô yên chu kiệt càng nhìn cảm giác ấm áp trong lòng càng mãnh liệt cậu cả chu anh dưỡng thương cho tốt bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng bệnh viện rồi tôi rảnh sẽ đến thăm anh chu kiệt hoàn hồn theo bản năng gật đầu được Vậy chúng tôi đi trước đây, anh nhớ uống canh gà đấy." Hạ Vũ mặc đẩy Tô Yên rời đi, tiếng cười của hai mẹ con truyền tới như có như không, mãi đến khi không nghe thấy nữa. Vẻ mặt của Chu Kiệt có chút ngẩn ngơ, lại lần nữa ngưỡng mộ Lục Cận Phong. Sao Lục Cận Phong lại may mắn đến vậy, có thể tìm được cô gái tốt như Tô Yên. Tô Yên không muốn về phòng bệnh, bảo Hạ Vũ mặc đẩy đi xung quanh, xuống dưới sân phơi nắng. Trùng hợp thay, gặp được Trần Tố Anh cũng nhàm chán xuống lầu phơi nắng. Trần Tố Anh chú ý đến Hạ Vũ mặc trước, mà xui quỷ khiến đến gần. Bà cảm thấy đứa trẻ này lớn lên thật xinh đẹp, còn giống y như lục cận phong lúc nhỏ. Trần Tố Anh cười hỏi Tô Yên, đây là con của con à? Lớn lên thật đẹp, cô còn chưa từng thấy bé trai nào xinh đẹp như vậy. Trần Tố Anh bị mất trí nhớ, tự nhiên cũng không nhớ được Hạ Vũ mặc. Dạ, là con trai của con, Tô Yên sửng sốt, cười nói tiểu vũ, mau gọi bà Trần. Hạ vũ mặc cũng biết chuyện Trần Tố Anh mất trí nhớ, rất lễ phép gọi, chào bà Trần, con tên là Hạ vũ mặc. Sao các con lại biết cô họ Trần? Trần Tố Anh hỏi, trước kia có quen. Cô là mẹ của Lục Cận Phong của tập đoàn Lục Thị, có ai là không nhận ra chứ? Tô Yên cười hỏi, cô ơi, có phải là cảm thấy vô cùng buồn chán? Hay là con tìm thêm vài người, chúng ta xào mấy ván? Trần Tố Anh rất thích đánh mặt trược, cho dù đã mất trí nhớ thì vẫn biết đánh mặt trược. Vừa nghe đánh mặt trược, Trần Tố Anh lập tức ngứa tay, mỉm cười, vội vàng gật đầu không ngớt, được chứ, mau sắp xếp, cô cũng buồn chán chết rồi đây. Được ạ, à, lập tức sắp xếp, Tô Yên lập tức gọi điện cho An Hinh, ba thiếu một, nghĩ nghĩ, lại gọi thêm Lý Văn. Lý Văn không thích hoạt động giải trí như đánh mặt trược, nhưng vừa nghe có An Hinh, anh ta chạy đến còn nhanh hơn cả thỏ nửa tiếng sau, một bàn mạt trược được đặt trong phòng bệnh của Tô Yên. An Hinh và Lý Văn vào chỗ, bốn người ngồi xuống, bắt đầu đánh mạt trược. Hạ Vũ mặc đứng bên cạnh bưng trà rót nước. Theo như lời Tô Yên nói, Trần Tố Anh mất trí nhớ không sao, nhận tần nhã đan thành con dâu cũng không hề gì, cùng lắm thì thiết lập lại quan hệ tốt với Trần Tố Anh một lần nữa là được. Phục vụ theo sở thích, đánh mạt trược là một mục giải trí có thể kéo gần quan hệ của hai bên nhất. Sau khi Tô Yên liên tục thả Trần Tố Anh mấy ván được u toàn hàng, Trần Tố Anh cười đến không ngậm được miệng, toàn hàng, lại u rồi. Hôm nay tay thơm quá, ba người các con phải cố gắng lên. Tô Yên làm ra vẻ buồn rầu nói kỹ thuật đánh của cô tốt như vậy, con cũng muốn ù nhưng mà ù không nổi. An hình bia Tô Yên đang muốn kéo gần quan hệ với mẹ chồng tương lai, rất thước thời nói, đúng đó, cô Trần trình độ của cô cũng có thể đi tham gia thi đấu được rồi, tiền trong túi con cũng sắp thua sạch rồi. Lý Văn thừa cơ tăng độ hảo cảm, thua thì tính cho anh. An hình trợn dọc Lý Văn một cái, bốn người tiếp tục. Tần Nhã Đan đến thăm Trần Tố Anh sớm, nhưng không tìm thấy người trong phòng bệnh. Khi nhìn thấy Trần Tố Anh và mấy người Tô Yên đang đánh mặt trượt, tiếng cười không dứt, sắt mặt Tần Nhã Đan vô cùng khó coi. Tần Nhã Đan rất nhanh đã thu liếm cảm xúc, mỉm cười đi vào, bác gái, thì ra bác đang ở đây. Cô Tô, nghe nói cô đã mổ viêm ruột thừa, bây giờ đã khỏe hơn chưa? An Hinh và Lý Văn Đồng loạt nhìn về phía Tô Yên. Viêm ruột thừa. Tô Yên cũng suýt nữa bị ba chữ viêm ruột thừa làm sặc. mươi 191, Tô Yên cầm đầu đánh mạt trượt trong phòng bệnh. Nguy cơ xảy thai nhập viện biến thành viêm ruột thừa. Trần Tố Anh quay đầu nhìn về phía Tô Yên, Tiểu Yên, thì ra con đã mổ ruột thừa à. Tô Yên cười gượng, dạ đúng ạ, à, ruột thừa cắt sớm hay muộn, rồi cũng phải cắt thôi, vừa vẫn cắt đi rồi cũng nhẹ nhõm hơn chút, đỡ phải thấp tha thấp thòm. Nếu Tần Nhã Đan đã hỏi vậy, Tô Yên lập tức đoán ra, khẳng định là kiệt tác của Lục Cận Phong. Lý Văn và An Hinh nhịn cười, bọn họ muốn cười nhưng không dám cười. Trần Tố Anh quan tâm nói, vậy con phải chú ý ăn uống, ăn đồ ăn thanh đạm một chút cắt ruột thừa cũng không phải vấn đề gì lớn, lúc trước cô cũng đã từng cắt. Tô Yên nói, vậy sao, bị viêm ruột thừa thật sự quá khó chịu. Cắt xong là tốt rồi, Trần Tố Anh vừa đánh bài, vừa nói tiểu văn, đến lượt con rồi. Bát văn, các con có muốn không? An Hinh giơ tay, con muốn. Phóng, tam vạn, mọi người ai muốn không? Mình phóng, Tô Yên phóng bài, đánh ra một lá bài trong tay mình, nhị sách. Hạ Vũ mặc ngồi bên cạnh nhìn bài. Tặng tiền như vậy cũng quá lộ liễu rồi đi. Trần Tố Anh vui mừng nói, nhị sách, cô lại ù rồi, ú toàn hàng thêm một đôi. Tô Yên dựng ngón tay cái, cô ơi, cô đúng là lợi hại. Nhưng rồi, nhưng rồi, Trần Tố Anh vẫn biết khiêm tốn. Mấy người đánh bài, hoàn toàn gạt Tần Nhã Đan qua một bên. Có mấy lần Tần Nhã Đan muốn nói chuyện, nhưng lại không chen vào được, đều bị An Hinh và Lý Văn trực tiếp chuyển chủ đề hoặc là thả một lá bài để cho Trần Tố Anh ù bài hoặc phỗng bài. Trần Tố Anh đánh đến vui vẻ, hạ vũ mặc lại đứng bên cạnh gọi bà ơi, bà hỡi, bà nào còn quan tâm đến tần nhã đan nữa. Lại đánh thêm một ván, tần nhã đan nhíu mày, bác gái, bác sĩ đã dặn bác phải nghỉ ngơi nhiều hơn, não của bác đã bị thương nặng, không thể dùng não quá độ. Đánh mà chưa cũng phải suy nghĩ nhiều. Trần Tố Anh đang đánh hăng, nào nghe lọt nổi. Tô Yên nói, sử dụng não thích hợp, có lợi cho sức khỏe thân thể. Đúng, tiểu tô nói đúng. Trần Tố Anh cười nói, đánh mặt trượt thì làm gì sẽ dùng não quá độ. Não cô bị thương, quên mất không ít chuyện, cũng không phải là não thật sự hỏng rồi. Ai dám nói não của Trần Tố Anh bị hỏng. Lượt tiếp theo lại tiếp diễn. Lúc lục cận phong và vạn nhất đến, nhìn thấy mấy người Tô yên dẫn Trần Tố Anh đánh mặt trượt trong phòng, nói chuyện náo nhiệt, đi trên hành lang còn nghe thấy tiếng cười của Trần Tố Anh, ú khản khản vạn nhất đi vào rồi lại lui ra, nhìn biển treo trên cửa phòng bệnh, không có đi sai mà, em còn tưởng là đi vào phòng mạt trược chứ. Vạn nhất không thể không phục Tô Yên, chuyển cả bàn mạt trược vào phòng bệnh luôn. Lục Cận Phong thấy Tô Yên ngồi trên xe lăn đánh bài với mấy người, sắc mặt tối lại. Trần Tố Anh thấy Lục Cận Phong đã đến, mỉm cười vẫy tay, con trai, con đến rồi. Hôm nay vận may của mẹ không tệ, con xem, thắng được không ít rồi này hôm nay đánh đến đây thôi thu dọn đi khuôn mặt xa sầm của lục cận phong vẫn rất đáng sợ mới vậy đã không đánh nữa à trần tố anh còn muốn đánh tiếp con trai để mẹ đánh thêm mấy vòng nữa đi hôm nay hiếm lắm tiểu yên mới gọi bạn bè vào đánh mặt trượt với mẹ cược ít mà vui vẻ động não nhiều hơn chút nói không chừng mẹ có thể nhớ ra chuyện lúc trước không được lục cận phong không thèm nể mặt mẹ ruột của mình cơ thể của yên yên không tốt không thể ngồi quá lâu. Trần Tố Anh Nói cả buổi trời, người mà Lục Cận Phong lo lắng không phải là Trần Tố Anh, mà là Tô Yên. Google ngay trang chu em chơi y, Việt Nam. Tự mình đa tình rồi. Yên yên. Cách xương hô thận mật thế. Tô Yên cười nói cô, hay là ngày khác lại đánh tiếp, dù sao bây giờ hai chúng ta cũng là bạn cùng bệnh viện, cũng không thể lập tức xuất viện. Ngồi lâu, lưng Tô Yên cũng bắt đầu có hơi đau vậy được rồi trần tố anh vẫn rất nghe lời con trai mình thấy sắc mặt lục cận phong khó coi cũng không dám tiếp tục đánh bài nữa hôm nay thắng được nhiều như vậy ngày nào đó xuất viện rồi tiểu tô cô mời ba con đi ăn phẩm chất đánh bài của trần tố anh cũng không tệ dạ được tô yên nở nụ cười cô muốn đi dạo phố hay đánh bài đi ăn con đều có thể trần tố anh cũng cười tiểu tô con thật là làm người ta yêu thích ai mà cưới được con Thật sự là phúc mấy đời tích góp. Trần Tố Anh nói ra lời này, đã làm cho tất cả những người có mặt trong phòng bệnh đều hết sức ăn ý nhìn về phía Lục Cận Phong. Chỉ có mình sắc mặt của Tần Nhã Đan là vô cùng khó coi. Lục Cận Phong lên tiếng, Nhã Đan, em đưa mẹ anh về phòng trước đi. Vâng, Tần Nhã Đan đỡ Trần Tố Anh, bác gái, chúng ta về thôi. Sau khi Trần Tố Anh và Tần Nhã Đan rời đi, Lục Cận Phong liếc bàn mặt trước trong phòng lại nhìn qua Lý Văn và An Hinh, chuyển bàn mặt trượt đi. Không được, Tô Yên nói, sau này em còn phải trông cậy vào thứ này để tạo quan hệ tốt với mẹ anh đấy. Lục Cận Phong, vậy tạm thời để đó đi. Vạn nhất vui vẻ. Đại ca Lục, quyền uy của anh đâu? Tô Yên nằm lại trên giường, đúng rồi, lúc nãy đánh mặt trượt với mẹ anh, đã thua không ít. Lục Cận Phong thức thời nói, tìm anh thanh toán. An Hinh giơ tay, cậu cả Lục, còn em nữa, em cũng thua mất mấy vạn đó. Lý Văn nói, anh rể, tôi cũng thua mấy chục vạn. Bọn tôi làm vậy đều là để thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng con dâu cho chị và cô Trần trước. Người được lợi nhất chính là anh đấy. Hạ Vũ mặc chìa tay, cha, lúc nãy con bưng trà rót nước cũng rất vất vả. Thanh toán, đều thanh toán hết. Lục cận phong dầu nước đố đổ vách. Một người là bạn thân, một người lại là em trai nuôi của Tô Yên, mở miệng là anh rể, còn hạ vũ mặc thì trực tiếp gọi cha luôn rồi tâm trạng của lục cận phong rất tốt có tiền hay không cũng không quan trọng vạn nhất nói cô tô lần sau có chuyện tốt như đánh mạt trượt thì gọi tôi nữa được tô yên cười nói anh vạn đến bệnh viện thăm người bệnh hẳn là không đến tay không đâu nhỉ tô yên và lục cận phong ăn ý nhìn về phía vạn nhất vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói nếu không bày tỏ chút gì đó trực tiếp cắt đứt tình bạn vạn nhất buồn rầu hứa hẹn ngay tại chỗ sau khi cô tô sinh con xong tất cả chi phí của sữa bột quần áo tả lót của hai đứa bé tôi bao hết ngoài ra còn tặng một cặp khóa bình an tô yên hài lòng gật đầu anh vạn thật là khách sáo quá vạn nhất đau thịt không khách sáo không khách sáo chỗ tốt còn chưa với được ngược lại còn đưa một khoản trước cuộc làm ăn này lỗ rồi thấy vạn nhất bị bắt chẹt mất một khoản an Hinh nói tô yên mình chợt nhớ còn có một chút việc mình đi trước đây, ngày khác lại đến thăm cậu. Lý Văn vỗ đầu một phát, y ra, em cũng nhớ ra còn có việc. Hình hình, anh với em cùng đi. Tô Yên thấy hai người chạy còn nhanh hơn cả thỏ, bĩu môi keo kiệt. À ưm, tôi cũng nhớ ra buổi chiều còn phải phải ký hợp đồng với một nhóm người mẫu, tôi cũng đi trước đây. Vạn nhất cũng chuồn. Trong phòng bệnh thoáng cái đã trông hoác. Tô Yên hỏi, Lục Cận Phong, sao em lại biến thành mổ ruột thừa rồi, là anh động tay hà? Ừm, anh bảo bác sĩ tạo một bệnh án giả. Lục Cận Phong nói, tối hôm qua nhã đan thật sự đã đến tìm bác sĩ. Tô Yên búng tay một cái, nhìn xa trông rộng. Cũng may là ruột thừa, nếu nói thành bệnh trĩ, em thật sự không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Nếu như Lục Cận Phong không có chuẩn bị trước, chuyện mang thai đã bị lộ rồi. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên với ánh mắt cưng chiều, nói, để tiểu vũ ở lại với em trước, anh đi qua thăm mẹ anh lúc nãy sắc mặt của cô tần không tốt mấy anh cũng thuận miệng thăm hỏi chút tần nhã đan sẽ không để lộ cảm xúc ở trước mặt trần tố anh cô ta cũng rất thông minh sẽ không đi sắp đặt tô yên một cách lộ liếu tần nhã đan đỡ trần tố anh nằm lên giường bệnh rót một ly nước bác gái sao bác lại ngồi đánh mặt trượt với tô yên vậy ạ à? tô yên trần tố anh phản ứng lại cô ta chính là tô yên mẹ không biết Mẹ chỉ biết cô ta gọi là Tiểu Tô. Trần Tố Anh bưng ly nước, cái người tên là Tô Yên mà Hân Hân nhắc đến tối hôm qua, chính là cô ta sao? Cô ta chính là người đang quấn lấy con trai mẹ. Cô Tô và Cận Phong có quen biết, Tần Nhã đang nói chuyện rất có trình độ, cũng không nói nhiều, mà để cho Trần Tố Anh tự suy đoán. Tiểu Tô đó quả thật rất xinh đẹp, con của cô ta cũng làm người ta yêu thích, nhưng một người phụ nữ chưa cưới đã có con muốn ở bên con trai mẹ, tuyệt đối không thể. Trần Tố Anh tỏ thái độ, mẹ chỉ nhận con là con dâu của mẹ. Mẹ. Lục Cận Phong bước vào, nói một câu khiến Tần Nhã Đan rời đi, em đi lấy thêm ít nước đi. Được, Tần Nhã Đan có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang lại phóng khoáng. Sau khi Tần Nhã Đan rời đi, Trần Tố Anh cau mày, nói con trai, nếu con muốn ở bên Tô Yên kia, mẹ không đồng ý đâu. Đôi môi mỏng của Lục Cận Phong khẽ cong, còn phải tích góp phúc mấy đời mới gặp được Tô Yên, mẹ nếu mẹ không đồng ý, vậy phúc mấy đời của con không phải lãng phí rồi sao? Câu này chính là do Trần Tố Anh tự nói lúc nãy. Trần Tố Anh bị nghẹn đến câm nín không nói nên lời. Chương 192, hình ảnh full HD chân thật. Trần Tố Anh hai tay sờ lên hai chân, chua xót nói hết lời, "Con trai à, ba của con đã báo mộng cho mẹ, nếu năm nay con không kết hôn với Nhã Đan, nhất định sẽ có họa đổ máu." Hàng lông mày lưỡi mác của Lục Cận Phong lạnh lùng cau lại, đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn tin tưởng những thứ này. Con và Nhã Đan đã hẹn hò với nhau lâu như vậy rồi, không phải lúc trước con còn nói rằng muốn kết hôn với con bé sao? Trần Tố Anh hỏi, con trai à, có phải là mẹ lại quên chuyện gì không? Mẹ thật sự không nhớ nổi chuyện của mấy năm qua. Trần Tố Anh cố gắng nhớ lại, nhưng khi bà ấy vừa sử dụng não của mình thì đầu liền rất đau lục cận phong nhíu mày thật chặt con và nhã đan đã là quá khứ rồi cửa phòng bệnh mở ra tần nhã đan cầm cái ấm trong tay từ bên ngoài trở về đúng lúc nghe thấy câu này bước chân vô thức đông cứng lại trần tố anh bĩu môi của trách mấy người trẻ tuổi như mấy đứa không hề coi trọng tình cảm một tí nào khi yêu thì yêu sống yêu chết chết bây giờ không yêu nữa thì nói không muốn là không muốn lục cận phong mẹ con là con của mẹ mà con trai mẹ thì sao? Không thể nói à?" Trần Tố Anh chừng mắt nhìn Lục Cận Phong, "Nhã Đan có chỗ nào không tốt? Thông minh, hiểu chuyện, xinh đẹp, dịu dàng, ngoại trừ gia cảnh không ổn thì con bé chỗ nào cũng đều tốt, còn tốt hơn những cô chủ nhà giàu trong giới này nhiều." "Con nghe lời mẹ khuyên, Nhã Đan mới là người thích hợp nhất để cưới về nhà làm vợ." Lục Cận Phong nhắc nhở một câu, "Mẹ, trước khi gặp tai nạn, mẹ cũng rất thích yên yên mà." trần tố anh ngay lập tức bác bỏ sao lại thế được ban nãy con thấy mẹ chơi mà trượt rất vui vẻ mà mẹ trần tố anh thiếu tự tin mẹ làm gì biết là tiểu tô là tô yên dù sao thì tiểu tô cũng khá tốt biết dỗ cho người già vui vẻ nhưng nếu cưới về nhà làm vợ thì không được không thể nhập làm một mà nói được nhìn thấy thái độ kiên định của trần tố anh lục cận phong cũng không nói gì nữa mẹ cứ nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt đi công ty còn có việc phải làm con trai cô lại đi à trần tố anh nói vẫn như khi còn bé nói không lại là sẽ viện cớ vừa nghe thấy lục cận phong sắp đi tần nhã đan cầm cái ấm đi vào cười dịu dàng nói cận phong em lấy nước tới rồi ừm um, chăm sóc mẹ giúp anh nhé vất vả rồi lục cận phong nói công ty đang có việc gấp anh quay về xử lý trước đã cận phong đêm nay anh có rảnh không tần nhã đan lo lắng nói tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối có được không Buổi tối, có thể là anh. Không đợi Lục Cận Phong từ chối, Tần Nhã Đan cười nói, "Buổi tối 8 giờ, em đặt bàn ở nhà hàng Tân Nguyệt đợi anh. Hôm nay là sinh nhật của em." Lục Cận Phong khi xưa sẽ không bao giờ quên ngày này. Nhưng hiện tại, Tần Nhã Đan không nhắc nhở, anh thật sự không hề nhớ. Trong mắt Tần Nhã Đan hiện lên sự khao khát mãnh liệt, trái tim của Lục Cận Phong không đủ cứng rắn, vì thế nên anh đáp lại, "Được. Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Cận Phong, Tần Nhã Đan rất phấn chấn. Sau khi Lục Cận Phong rời đi, Trần Tố Anh nói, Nhã Đan, tình yêu và đàn ông đều do chính anh kiếm được. Ừm, cảm ơn bác gái. Tâm trạng của Tần Nhã Đan rất tốt, bác gái, bác mau nằm xuống đi, cháu sẽ xoa bóp cho bác. Tô Yên chán trường nhấm nháp trái cây trong phòng, thưởng thức màn xoa bóp săn sóc của con trai. Mẹ, sức lực đủ rồi chứ. Tiểu bảo bóp vai cho Tô Yên, trông cũng ra dáng lắm không tôi không tôi tiểu vũ mẹ thật sự không sinh ra con vô ích tôi yên cắn thêm một miếng táo thật tiếc vì lần này con không thể đi gặp anh trai con hạ phi cũng đã đi được một khoảng thời gian rồi không hề có một cuộc điện thoại nào tên nhóc không có lương tâm đó mẹ anh trai con đang huấn luyện mà chú vạn nói rằng trong quá trình huấn luyện không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nghiêm khắc đến như vậy à Tô Yên lại cảm thấy xót xa. Con trai lớn mới có 5 tuổi, còn ở độ tuổi vẫy vùng trong vòng tay của cha mẹ, Tô Yên đang suy nghĩ rốt cuộc là cô đưa Hạ Phi đi huấn luyện có đúng đắn hay không. Sau khi thăm Trần Tố Anh, Lục Cận Phong trực tiếp đi đến phòng bệnh của Tô Yên, công ty có việc gì gì đó đều chỉ là cái cớ mà thôi. Vào buổi trưa khi Lưu Tuyết Lam đến bệnh viện thăm Tô Yên, nhân tiện đưa Hạ Vũ mặc về. Lục Cận Phong đã ở cùng Tô Yên cả ngày, hơn 6 giờ chiều, anh do dự nói, yên yên, anh xin em một chuyện, hy vọng em sẽ chấp thuận. Nghiêm túc như vậy à? Chắc chắn là một cái gì đó rất khó khăn. Tô Yên khoanh chân ngồi ở trên giường, trên tay vẫn ăn không ngừng, nói. Nhã đan mời anh ăn tối ở nhà hàng Tân Nguyệt lúc 8 giờ. Lục Cận Phong báo cáo rõ ràng với Tô Yên còn bổ sung thêm, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Tô Yên chừng to hai mắt, chúc mừng sinh nhật cho bạn gái cố sao. Lục Cận Phong, chuyện này vậy mà anh còn dám mặt dày đến xin em à? Em không cho phép. Yên Yên, xin em hãy tin anh, trong lòng của anh rất từ chối đấy." Lục Cận Phong tỏ rõ thái độ của mình. Tô Yên nhàn nhạt cười một tiếng, cơ thể của anh lại rất thành thật. Nhã Đan chúc mừng sinh nhật, cho dù có là bạn bè bình thường thì cũng không tiện từ chối. Vạn Nhất và Lục Minh Khánh cũng sẽ đi, Lục Cận Phong thực sự rất khó xử. Tô Yên liếc Lục Cận Phong, suy nghĩ một chút, hào phóng nói, vậy thì đi đi. Lục Cận Phong kinh ngạc, em đồng ý rồi. Đồng ý, nhân tiện thay em đưa món quà này cho cô Tần. Lục Cận Phong có một dự cảm không tốt, quà gì? Tô Yên nhếch môi cười, đây là bí mật giữa phụ nữ. Mà này, anh đã bắt được người định giết em ở biệt viện tiểu trù chưa? Đã xử lý rồi. Lại là hồng nhan chi kỷ của anh nữa à? Yên yên, anh nói anh không quen, em có tin không? lục cận phong nói sự thật anh thật sự không biết tin tô yên thở phào nhẹ nhõm đã bắt được người rồi thì chuyện này cũng quên đi từ đầu đến cuối nó đều là một quả bom hẹn giờ bây giờ đã diệt trừ rồi trong lòng cô cũng cảm thấy thanh thản hơn trước đây cô vẫn luôn cho rằng hồ ly của địa sát chính là tần nhã đan nhưng bây giờ xem ra thật sự là cô đã hiểu lầm rồi có lẽ là cô đã quá nhạy cảm lục cận phong không nói cụ thể cho tô yên biết hiện tại Tô Yên cần phải dưỡng thai thật tốt, anh sẽ không để cho Tô Yên phải nhọc lòng vì những chuyện khác nữa. Sau khi Lục Cận Phong rời đi, Tô Yên một mình ở trong bệnh viện, Lục Cận Phong đã bố trí người canh giữ ở trước cửa phòng bệnh. Màn đêm buông xuống. Tô Yên hào phóng bảo Lục Cận Phong đi, nhưng lần này trong lòng lại không khỏi phiền muộn, đàn ông không biết những tâm tư đó của phụ nữ, cô là phụ nữ. Cô biết rõ Tần Nhã đang mời Lục Cận Phong đi ăn cơm, bữa ăn này e rằng không có dễ nuốt như vậy. Nhưng cô không thể không cho anh đi. Cô phải tin Lục Cận Phong. Đêm càng ngày càng khuya. Tô Yên buồn ngủ nên cô tính đi nghỉ ngơi, không đợi tin của Lục Cận Phong. Ngủ một giấc, khi Tô Yên tỉnh lại đã là nửa đêm. Tô Yên liếc nhìn thời gian, đã là 3 giờ sáng. Cô cũng không còn buồn ngủ nữa rồi. Tô Yên nhắn cho Lục Cận Phong, ngủ không được. Tin nhắn viết được nửa chừng, cô lại xóa đi mất làm người thì cũng không thể quá đạo đức giả. Tô Yên đặt điện thoại xuống, vừa định đi ngủ thì tiếng báo tin nhắn điện thoại vang lên. Một số không quen đã gửi vài bức ảnh HD đến, trong ảnh là Tần Nhã Đan và Lục Cận Phong đang ngủ trên giường cùng nhau. Trong lòng Tô Yên sửng sốt, lần này không còn là âm thanh video như lần trước nữa, mà là lần này là ảnh thật có độ sắc nét cao. Tần Nhã Đan đang rúc vào lòng của Lục Cận Phong, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, Lục Cận Phong dường như đã ngủ say sau khi uống quá nhiều. chương 193, Yên Yên em nghe anh giải thích. Khi nhìn thấy bức ảnh lửa giận của Tô Yên bùng lên, toàn thân lạnh toát và run rẩy. Sự tin tưởng của cô dành cho Lục Cận Phong đã bị phản bội rồi. Ngay cả khi cô đã chuẩn bị tinh thần, Tô Yên cũng không thể chịu đựng được chuyện đang xảy ra. Cô nhấc chăn lên, lập tức mặc ngay quần áo vào, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Tô Yên thậm chí còn không có ngồi trên xe lăn, cô cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Hai anh em vệ Long vệ Hải phụ trách an toàn của Tô Yên đứng ở ngoài cửa, thấy nửa đêm Tô Yên muốn đi ra ngoài, lập tức lấy lại tinh thần. "Cô Tô, muộn như vậy rồi, cô muốn đi đâu thế?" "Nhà hàng Tân Nguyệt." Mặt Tô Yên không chút cảm xúc, giọng điệu rất lạnh, "Điệu bộ tốt nhất là không nên đụng vào tôi, lạnh giọng nói, hai người lái xe đi." Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Vệ Long nói: Cô tô, muộn quá rồi, nhà hàng cũng đã đóng cửa rồi. Nếu cô tô đói, tôi lập tức sẽ bảo người mang đồ ăn đến đây ngay. Đừng nói nhảm nữa, đi lái xe đi. Trong lòng tôi yên đang kìm nén sự tức giận. Anh em Vệ Long, Vệ Hải không dám nói nhảm nữa. Đây là người phụ nữ mà Đại Ca Lục nâng niu trong lòng bàn tay, là nữ chủ nhân của Tập đoàn Lục Thị, là nữ chủ nhân của Của Ám Dạ, bọn họ không thể đắc tội đến được. Qua bức ảnh có thể nhận thấy Lục Cận Phong và Tần Nhã Đan đang ở trong khách sạn. Cạnh nhà hàng Tân Nguyệt có một khách sạn lớn Châu Tế, trong ảnh cô còn phát hiện trong phòng có một chiếc khăn có in dòng chữ khách sạn Châu Tế. Khi một người phụ nữ kích hoạt chế độ IQ, khả năng quan sát nhạy bén tuyệt đối có thể so sánh với Sherlock Holmes. Trùng hợp là khách sạn lớn Châu Tế là sản nghiệp của nhà họ Lý. Tô Yên đi ô tô đến khách sạn trên điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn khiêu khích, anh ấy là của tôi. Tô Yên cười lạnh một tiếng, rồi đi vào đại sảnh khách sạn, nói với Lễ Tân, giúp tôi tìm xem Tần Nhã Đan đang ở phòng nào. Cô gái nhỏ ngồi quầy Lễ Tân khó xử, xin lỗi, đây là việc riêng tư của khách, chúng tôi không thể tiết lộ được. Tô Yên cũng không phí lời, lại trực tiếp gọi điện thoại lại cho Lý Mục Sinh. Cha nuôi, con đang ở khách sạn lớn châu tế của cha con muốn kiểm tra thông tin nhận phòng của một người. Hãy hành động mạnh mẽ dứt khoát. Cô bé ngồi ở quầy lễ tân nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của Tô Yên liền ngạc nhiên, sau đó không để bụng, cười mỉa mai, thưa quý cô, chiêu trò này của cô tôi đã thấy rất nhiều rồi, nếu như cô muốn tìm người thì xin hãy gọi liên hệ với đối phương, nếu không thì cô không thể đi lên đó được. Bây giờ có rất nhiều người đến khách sạn dùng đủ loại lý do khác nhau để bắt kẻ gian dâm, cô gái ở quầy lễ tân trực tiếp xem Tô Yên là loại người này thật trùng hợp, Tô Yên thực sự tới bắt gian. Tô Yên không nói một lời nhảm nhí nào, sau khi cúp máy, cô đứng ở một bên chờ đợi. Vài phút sau, cô gái ở quầy lễ tân nhận được cuộc gọi từ quản lý khách sạn, khuôn mặt liền biến sắc. Quản lý, tôi tưởng là cô ấy đến đây để gây rối, tôi sẽ kiểm tra thông tin cho cô Tô ngay bây giờ. Sau khi cô gái nhỏ ở quầy lễ tân cúp điện thoại, ánh mắt nhìn Tô Yên cũng thay đổi theo, kính cẩn nói, cô Tô, thực xin lỗi, tôi sẽ kiểm tra ngay cho cô. Tô Yên không làm khó cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, những người ra ngoài làm việc chỉ đang tuân theo quy tắc mà thôi. Tần Nhã Đan ở phòng nào? năm, cô Tô, tôi sẽ đưa cô đến đó. Không cần đâu, chỉ cần đưa thẻ phòng cho tôi là được. Tô Yên đeo kính dâm vào, đưa vệ long và vệ hải đi thang máy lên lầu. Kính dâm, chỉ là vì để che giấu cảm xúc thật. Phòng năm. Tần Nhã Đan mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa và nằm bên cạnh Lục Cận Phong trong một tư thế rất là lơi. Cận Phong, cuối cùng anh cũng đã trở về bên cạnh em rồi. Tần Nhã Đan nhìn Lục Cận Phong đắm đuối, đưa bàn tay trắng trẻo lên vuốt ve bộ ngực cường tráng của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong không nhúc nhích, Tần Nhã Đan vô cùng hài lòng nhìn Lục Cận Phong, Cận Phong, anh đừng trách em dùng thủ đoạn hạ thuốc đê tiện này, em cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đây là loại thuốc mới được địa sát nghiên cứu ra, trong vòng 5 giờ, anh không thể tỉnh dậy được đâu, hôm nay là sinh nhật của em, vì vậy anh hãy ở lại đây với em, có được không? Tần Nhã Đan áp mặt vào trong ngực Lục Cận Phong nói, có Tô Yên ở đây, trong mắt anh không hề có em. Nhưng trong 5 giờ này anh chỉ thuộc về một mình em. Tần Nhã Đan nở nụ cười, là vui mừng, khóe mắt rơi lệ, là chua xót. Tần Nhã Đan cô ta cả đời đều kiêu ngạo, nhưng cô ta dùng cách này mới có thể chiếm hữu được Lục Cận Phong trong 5 giờ đồng hồ cô ta làm sao có thể không cảm thấy chua xót được chứ? Tần Nhã Đan lau đi nước mắt, ngồi dậy, si mê nhìn Lục Cận Phong. Bản chất con người là tham lam, khi đạt được một tâm nguyện thì sẽ có tham vọng khác. Tần Nhã Đan nhìn mãi nhìn mãi, chợt giấy lên sắc tâm. Sắc tâm không chỉ là vấn đề của riêng nam giới mà cả nữ giới cũng có. Trong lòng Tần Nhã Đan chợt rung động, cô ta cúi người xuống định hôn anh. Đột nhiên, Lục Cận Phong mở mắt ra, khi nhìn thấy tần nhã đan đang định làm gì anh vô thức giơ một tay lên che miệng của mình lại rồi buột miệng nói ngậm miệng lại không đợi tần nhã đan kịp hồi thần lại sau cú sốc khi lục cận phong đột nhiên tỉnh lại cửa phòng bị đập mạnh rồi bị đá văng ra tô yên đưa vệ long và vệ hải đi vào lục cận phong bỏ tay ra theo bản năng nhìn về phía cửa yên yên lục cận phong lập tức ngây người ngay khi tô yên vừa bước vào đúng lúc nhìn thấy là tư thế chuẩn bị hôn của hai người cơn giận của cô bừng bừng dâng lên. Cô vốn tưởng rằng Lục Cận Phong uống say, hoặc là đã bị Tần Nhã Đan tính kế, nhưng cô lại nhìn thấy là Lục Cận Phong hoàn toàn tỉnh táo và đang ngồi trên giường cùng với Tần Nhã Đan. Bộ đồ ngủ mà Tần Nhã Đan đang mặc hoàn toàn giống như không mặc gì cả vậy. Tia hy vọng cuối cùng lập tức vụt tắt, rồi vỡ tan thành. Lục Cận Phong, tôi yên nghiến răng, đây là lần đầu tiên cô tức giận đến như vậy trước mặt Lục Cận Phong anh em vệ long vệ hải rất phiền muộn, làm sao bọn họ có thể biết được Tô Yên mang họ đến đây là để bắt quả tang lục cận phong ngoại tình. Yên yên, em nghe anh giải thích, lục cận phong lập tức xuống giường, lúc này anh mới nhận ra trên người mình chỉ mặc một chiếc quần lót. Lục cận phong, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được rồi. Tô Yên hít sâu một hơi, cũng không thể kìm nén được lửa giận trong ngực được nữa, cô gào lên, mặc quần áo vào cho tôi, lập tức đi theo tôi yên yên em bình tĩnh lại một chút đừng động đến khí vốn dĩ lục cận phong muốn nói đừng động đến thai khí nhưng khi lời nói đến tận miệng thì đã nhanh chóng thay đổi lục cận phong nhanh chóng quần áo mặc vào thái độ thừa nhận lỗi lầm của mình rất tốt trong trường hợp này anh không nên nói gì thêm nữa chỉ có thể nghe lời tô yên kẻo gây ra sức sát thương lớn hơn nữa ra ngoài cửa đợi cho tôi tô yên thậm chí không muốn nhìn lục cận phong thêm một cái nào nữa Lục Cận Phong thật sự nghe lời đi ra ngoài. Vệ Long vệ Hải. Hai anh em bọn họ hôm nay mới thực sự biết được rằng trong tập đoàn Lục Thị và cả ám dạ, rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn, người có lợi hại nhất không phải là đại ca Lục, mà là cô Tô. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Yên và Tần Nhã Đan. Tần Nhã Đan mỉm cười bước xuống giường, bộ đồ ngủ khêu gợi hoàn toàn phô bày vóc dáng chuẩn trông vô cùng rất hấp dẫn của cô ta ra. Cô Tô, cô tức giận như vậy làm gì? Cô thật sự cho rằng một người đàn ông như Cận Phong sẽ chỉ có một người phụ nữ sao? Tần Nhã Đan chỉ trích Cận Phong là một người đàn ông đội trời đạp đất, nhưng cô thì ở chỗ nào cũng không hề cho anh ấy mặt mũi, cứ quản anh ấy, tùy hứng làm sằng. Ở trước mặt cô anh ấy làm gì có dáng vẻ mà một người đàn ông nên có. Có thể dụ dỗ người đàn ông của tôi lên giường cô, đó là bản lĩnh của cô. Vẻ mặt tôi yên xa sầm lại, nói, tôi yên tôi sẽ không trách cô, là do tôi đã không dạy dỗ người đàn ông của tôi cho tốt. Cô muốn anh ấy đến như vậy, được thôi, nhưng lúc đó cũng phải là lúc tôi cắt đứt hoàn toàn với anh ấy rồi. Nếu cô muốn chen một chân vào, giật đàn ông từ tay tôi yên tôi, thì cô phải hỏi tôi xem tôi có đồng ý hay không đã. chương 194, đàn ông ở bên ngoài phải bảo vệ tốt bản thân. Tô Yên không giống với những vai nữ chính đi bắt gian vừa nhào tới là đánh tiểu tam một trận như bình thường, cũng không có chửi ầm lên, hay là điên cuồng làm loạn. Trong chủ nghĩa cuộc sống của Tô Yên, cô luôn tin tưởng vào câu không có lửa làm sao có khói. Xảy ra chuyện như thế này cô chỉ biết quy tội về phía đàn ông, chứ không phải trách móc sức hút của tiểu Tam. Tần Nhã đan vẻ mặt khó coi, "Cô Tô, lúc tôi và Cận Phong quen biết nhau còn chưa có cô, cho dù nói đến thứ tự kẻ trước người sau thì tôi cũng là người đến trước, cô đến sau." "Kẻ trước người sau à?" Tô Yên lạnh nhạt cười diễu cợt, trong chuyện tình cảm còn phải bàn đến cái cách nói buồn cười đó thì cô Tần à, e là ngay cả tư cách đứng ở đây cô cũng không có đâu. Cô đừng quên, cô đã từng là một người chết. Tần Nhã Đan nhất thời nghẹn họng, Tô Yên cũng không muốn nói mấy lời vô bổ với Tần Nhã Đan, liền xoay người bỏ đi. Vệ Long, Vệ Hải đuổi theo sau. Lục Cận Phong đứng ngoan ngoãn trước cửa như một học sinh mắc phải lỗi sai. Tô Yên đi ra, không thèm nói tiếng nào, Lục Cận Phong ngoan ngoãn đi theo sau đi qua hành lang, thang máy rồi đến đại sảnh khách sạn, Lục Cận Phong luôn duy trì khoảng cách một bước chân với Tô Yên, cũng không dám hé răng một lời. Ra đến bên ngoài khách sạn, vệ long vệ hải rất tinh mắt, thấy vậy thì nói, cô Tô, Lục Lão Đại, hai anh em bọn em đột nhiên thấy đau bụng. Lục Cận Phong phất tay, hai cậu đi đi. Hai anh em vừa nghe thấy lời này là co giò chạy nhanh một nước. Nếu như bọn họ ở lại, nhất định sẽ chịu cảnh châu bò đánh nhau rồi mũi chết sau khi hai anh em chạy đi xa rồi mới đưa mắt nhìn nhau cả hai cùng đồng thanh nguy hiểm quá hai người ăn ý xoay đầu lại nhìn về phía lục cận phong lục đại ca bảo trọng tô yên lên xe ngồi vào ghế lái lục cận phong chỉ đành ngồi vào ghế phụ bên cạnh yên yên lúc nãy anh lục cận phong còn chưa nói hết lời thì tô yên đã trực tiếp khởi động xe dậm chân đạp ga lái xe chạy đi chiếc xe cứ chạy thẳng về ngoại thành tốc độ cực kỳ nhanh, lại rất ổn định. Yên Yên, em bình tĩnh lại một chút đi. Anh không có gì với Tần Nhã Đan cả. Lục Cận Phong kinh hồn bạt vía, không phải là sợ mình xảy ra chuyện mà là sợ Tô Yên đang mang thai, lái xe như vậy nguy hiểm vô cùng. Vẻ mặt của Tô Yên lạnh lùng, không hề giảm tốc độ, chiếc xe lao nhanh trên đường. Lục Cận Phong cũng không lên tiếng nữa, tập trung toàn lực nhìn về phía trước, đồng thời quan sát tình trạng của Tô Yên một giờ đồng hồ sau. Chiếc xe dừng lại ở khu ngoại thành gần phía ngoài cùng đế đô, trong phạm vi mấy km không có một bóng người, cũng không có đèn đường. Tô Yên cho xe dừng lại bên vệ đường, phóng xe chạy nhanh cả một đoạn đường rồi, cơn bực tức trong lòng cũng được chút đi không ít. Lúc này cũng đã hơn 5 giờ sáng rồi. Ánh nắng ban mai yếu ớt ở phía chân trời. Sau khi cho xe dừng lại, Tô Yên đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lùng, lục lù cận phong, Bất kể tối hôm nay anh rốt cuộc có làm gì với cô ta hay không thì quan hệ của chúng ta cũng kết thúc tại đây rồi." Lục Cận Phong luống cuống lên, "Anh quá hiểu Tô Yên, kể từ sau vụ chia tay lần trước, anh khó khăn lắm mới dỗ ngọt được cô, nếu như lần này chia tay nữa, vậy thật sự là tiêu đời rồi." "Lần này là vấn đề về nguyên tắc. Tô Yên là một người có cá tính cực đoan, có thể dịu dàng dàng thì dịu dàng giống như nước vậy, cũng có thể nóng lên như một cục lửa cháy bừng bừng, càng có thể giống như một khối băng một khi đã đóng băng rồi thì khó mà cạy mở được nữa. Yên yên, đêm nay là do anh sơ suất, bị hạ thuốc, quần áo là do cô ta cởi ra cả, phòng cũng là do cô ta thuê. Lúc em đến anh vừa mới tỉnh lại, anh không có gì với cô ta hết. Lục Cận Phong giải thích đầu đuôi gốc ngọn, cố gắng mong nhận được sự khoan hồng. Anh biết là chuyện đêm nay, bất kỳ ai cũng sẽ tức giận. Chúng ta có thể tức giận, nhưng nhất định không thể nói câu chia tay đâu em à trách nhiệm lớn nhất trong đêm nay là ở chỗ anh, em muốn mắng muốn đánh thì cứ nhắm vào anh đi. Tô Yên đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Cận Phong, cô quen biết Lục Cận Phong lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Lục Cận Phong mở miệng nói một tràn nhiều lời đến vậy. Dưới ánh mắt của Tô Yên, giọng nói của Lục Cận Phong mỗi lúc một nhỏ lại, Yên Yên à, em hãy nể tình con của chúng ta mà cho anh thêm một cơ hội nữa. Lục Cận Phong, anh đừng có lấy đứa con ra áp chế tôi. Yên Yên, oan ức mà, anh tuyệt đối không có ý nghĩ đó đâu. Lục Cận Phong, chuyện đêm nay không thể bỏ qua được, nó sẽ mãi là vướng mắc nằm trong lòng của tôi. Tô Yên không chút do dự, nói một lời như đinh đóng cột, bất luận anh có đồng ý hay không, tôi cũng đơn phương tuyên bố chia tay. Tô Yên, anh tuyệt đối không đồng ý. Lục Cận Phong sốt ruột, bây giờ em đang trong cơn tức giận, chúng ta có thể bình tĩnh lại trước, đợi em bình tĩnh lại rồi, chúng ta sẽ nói vấn đề này tiếp được không? Xuống xe. Tô Yên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xuống xe. Sắc mặt Tô Yên lạnh lùng đến dọa người. Yên yên, anh không xuống xe, vậy thì tôi xuống. Tô Yên nói xong liền muốn mở cửa xuống xe, Lục Cận Phong vội vàng nói anh xuống. Lục Cận Phong xuống xe, Tô Yên nhìn anh chầm chầm, rồi nói một câu, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn dính dán gì nhau nữa, còn về phần đứa con, tôi sẽ phá nó đi. Nói xong, Tô Yên đạp chân ga nghênh ngang chạy đi, bỏ lại Lục Cận Phong ở lại ngoại thành. Lục Cận Phong nhìn chiếc xe chạy đi, bên tai còn nghe văng vẳng câu nói cuối cùng của Tô Yên, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Một Lục Cận Phong luôn bày mưu tính kế, trầm ổn bình tĩnh hoàn toàn hoảng loạn lên rồi. Lục Cận Phong móc điện ra, vội vã gọi điện thoại cho Vạn Nhất, lập tức lái xe ra ngoại thành đón tôi, nhanh lên. Vạn Nhất rõ ràng là vẫn còn đang say rất nồng, chưa tỉnh ngủ, đại ca, anh lại bị người ta truy sát rồi hả? tối nay em uống nhiều rồi rượu của nhã đan mạnh quá bây giờ em còn mơ mơ hồ hồ đây này lục cận phong mới nhớ ra vạn nhất cũng giống như anh đều uống rượu mà tần nhã đan mang đến bây giờ cũng không còn trông đợi gì ở vạn nhất được nữa lục cận phong gọi điện thoại cho hạ vũ đến ngoại thành đón tôi nhanh lên sau khi lục cận đông gọi điện thoại xong thì gọi điện thoại cho tôi yên tôi yên không chịu nghe máy bây giờ tôi yên đang trong cơn nóng giận anh có nói gì cũng không có tác dụng. Thái độ của Tô Yên rất rõ ràng, thứ mà cô quan tâm không phải là chuyện anh có thật sự xảy ra chuyện gì với Tần Nhã Đan hay không, mà là chuyện tối hôm nay, hai người ăn mặc như vậy nằm trên cùng một chiếc giường, cho dù không có cái gì cũng không có cách nào làm cho người ta chấp nhận được. Tô Yên là một người quyết đoán, cô nói đi bỏ đứa con, thật sự là có khả năng làm vậy. Một khi đứa con không còn nữa, vậy anh và Tô Yên sẽ hoàn toàn kết thúc. Tô Yên tắt nguồn điện thoại rồi. Lục Cận Phong trở về thành phố, anh chạy đến nhà họ Lý rồi chạy đến nhà họ Tô, ngay nhà của An Hinh Anh cũng đến rồi, những nơi có thể tìm cũng đã tìm cả rồi, nhưng cũng không tìm được Tô Yên. Lục Cận Phong kêu Hạ Vũ Mặc liên hệ với Tô Yên, cũng không có kết quả. Tô Yên biến mất rồi. Trời đã sáng, Lục Cận Phong tức giận đùng đùng quay trở về biệt thự Nam Sơn. Sau khi Tần Nhã Đan từ khách sạn trở về, cô ta cứ ngồi đợi mãi ở phòng khách nhìn thấy lục cận phong quay trở về tần nhã đan vội vã ngồi dậy nhẹ nhàng gọi một tiếng cận phong nhìn thấy tần nhã đan lửa giận trong lòng lục cận phong không thể kìm nổi nữa anh tức giận nói một cách lạnh lùng cút ngay cho tôi bây giờ đầu óc của lục cận phong chỉ toàn là tô yên tần nhã đan là người đầu tiêu mọi chuyện còn dám xuất hiện ở biệt thự nam sơn không còn nghi ngờ gì nữa cô ta muốn thêm dầu vào lửa tần nhã đan bị mắng mà tim đập thình thịch Lục Cận Phong chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng thái độ tồi tệ đến vậy. Cận Phong, em yêu anh, chuyện này có gì sai trái đâu chứ? Rõ ràng là em gặp anh trước mà, nếu như không phải là Tô Yên thì chúng ta đã kết hôn rồi. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm. Còn Tô Yên, cô ta chỉ mới cùng anh có mấy tháng. Cô suy nghĩ như thế nào tôi không cần biết, nhưng nếu như cô có ý đổ nhắm vào Tô Yên, thì cô chỉ có thể cút ngay ra ngoài lời nói của lục cận phong tuyệt tình và dứt khoát cô làm cô ấy ghen rồi giận lên rồi không vui rồi cô ấy không thích cô bất luận trước đây chúng ta có quan hệ gì thì kể từ ngày hôm nay trở đi không còn liên quan gì với nhau nữa tần nhã đan chấn động cận phong cút lục cận phong lạnh lùng ra lệnh mời cô tần đi ra cái gọi là mời cũng chỉ là một lời mời mang tính chất cưỡng chế mà thôi nếu như cô không đi thì sẽ bị ném ra ngoài anh đã nói đến mức đó rồi, tần nhã đan đâu còn mặt mũi ở lại nữa. Tần nhã đan bật khóc bỏ đi, vạn nhất từ cửa bước vào, đại ca, xảy ra chuyện gì à? Sao nhã đan khóc rồi bỏ chạy ra ngoài vậy? Vẻ mặt của lục cận phong lãnh đạm, hôm qua cô ta bỏ thuốc trong rượu, thuê phòng trong khách sạn. Tối qua tôi yên đến đó rồi, bây giờ muốn chia tay với tôi, còn tuyên bố muốn đi bỏ đứa bé, mất tích luôn rồi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lượng thông tin cực kỳ lớn. Thuê phòng, đi bắt gian, chia tay. Sau khi vạn nhất biết rõ mọi chuyện, kinh ngạc không thôi, chợt nói, đại ca, lúc cô tô đến bắt gian, sao anh không nói thẳng là mình bị cưỡng bức chứ? Nếu như cô tô không nguôi giận, thì anh báo công an nói nhã đàn có ý đồ gây rối với anh, như vậy chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Nói rồi, vạn nhất than vãn, cho nên, đàn ông ở bên ngoài phải bảo vệ tốt bản thân. Lục Cận Phong Nhìn sang bằng ánh mắt hình viên đạn, bớt nói nhảm lại, bây giờ mau đi tìm người cho tôi đi. Chương 195, Tô Yên bỏ nhà đi rồi. Tuy là gợi ý của Vạn Nhất có chút độc địa, nhưng Lục Cận Phong không thể không thừa nhận, thật sự cũng hơi có lý. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi. Tính cách của Tô Yên quá cứng ngắt, ngay cả cơ hội được hưởng án treo anh còn không có, đã trực tiếp bị phán tội tử hình lục cận phong vốn nghĩ rằng cứ chiều theo tính cách của tô yên trước dùng thái động thẳng thắng từ từ giải thích cầu mong tha thứ nhưng sự thật là tô yên cho anh cơ hội giải thích rồi nhưng lại không cho anh cơ hội được tha thứ tô yên hoàn toàn bốc hơi ngay cả thế lực ám dạ mà lục cận phong sở hữu cũng không tìm ra cô anh đã lục tung mỗi một ngóc ngách ở đế đô cũng không nhìn thấy bóng dáng tô yên đâu mọi chuyến bay ở sân bay đều đã được kiểm tra cũng không thấy người thông tin về các chuyến tàu ra biển cũng đã điều tra qua vẫn không có người không biết lên trời không biết độn thổ tô yên cứ như vậy mà tan biến trong hư không chiếc xe mà tô yên lái đêm qua cuối cùng được tìm thấy ở ngoại thành xe và điện thoại của tô yên đều ở đó chỉ có một mình cô là không thấy đâu vạn nhất nói đại ca chắc cô tô sẽ không sẽ không cái gì chứ lục cận phong đã hoàn toàn không còn chủ kiến biến thành bươm bướm bay đi mất Lục Cận Phong nổi điên lên, vạn nhất, có phải da của cậu lại ngứa rồi không? Đại ca à, em không có đùa đâu. Máy bay, xe, thuyền, phương tiện giao thông nào có thể điều tra được đều đã điều tra cả rồi cũng không tìm thấy người. Như vậy chẳng phải là biến thành bươm bướm bay đi rồi sao? Lục Cận Phong cắn răng, anh thật sự muốn tán cho vạn nhất một bà tay chết đi cho rồi. Không đáng tin cậy gì hết. Biến thành bươm bướm bay đi mất, bộ tưởng là hàm hương chắc tiếp tục tìm cho tôi tin tức lục cận phong tìm kiếm tôi yên truyền đến tai tần nhã đan sau khi tần nhã hân biết được cũng vô cùng ngạc nhiên chị à anh cận phong thật sự chia tay với tôi yên rồi sao đây là chuyện tốt đó tần nhã đan không nghĩ vậy tôi yên mất tích rồi anh ấy lo lắng như vậy thì có thể thấy không ai có thể thay thế được vị trí của tôi yên trong lòng anh ấy chị à chuyện mà chị cần làm không phải là thay thế tô yên anh Cận Phong vốn là của chị mà, tôi yên thì có là gì đâu chứ, cô ta không có gì bằng chị cả. Nếu như không phải do mấy năm nay chị mãi không quay về thì làm gì tới phiên tôi yên được. Nếu là em thì em sẽ nói, tôi yên chỉ là vật thế thân. Tần Nhã Hân nói một cách nham hiểm, bây giờ tôi yên mất tích rồi. Chị à, sao chị không tranh thủ cơ hội này khiến cho cô ta mãi mãi không quay về nữa? Không được, đến lúc đó Cận Phong chắc chắn biết được là do chị làm. Tần Nhã Đan nhớ đến dáng vẻ lúc lục cận Phong kêu cô cút khỏi biệt thự Nam Sơn mà lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này là do cô ta tự mình chạy ra ngoài, hơn nữa chẳng phải chị đã kêu người giả mạo mình đi giết Tô Yên sao, người đã bị bắt rồi. Bọn họ còn có ai mà ngờ rằng chị mới là hồ ly hung thần chứ? Tần Nhã Hân cười lạnh, nói thái độ của anh Cận Phong chỉ cũng thấy cả rồi. Nếu như Tô Yên quay về, chỉ sợ chị không còn cơ hội nữa đâu. Chị à, Thời gian còn lại của chị chưa được 2 năm, chị thật sự muốn khiến bản thân hối tiếc đến cuối đời hay sao? Trong lòng Tần Nhã Đan có chút lung lay. Vừa nghĩ đến thái độ dứt khoát của Lục Cận Phong và sinh mạng của mình không còn được bao lâu, cô ta thật sự không cam tâm. Tần Nhã Đan nắm chặt tay thành nắm đấm, thứ mà chị không có được thì ai cũng đừng mong có được. Đúng rồi đó chị, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi yên cả, vậy thì nên để cô ta bị trừng phạt. Tần Nhã Hân khuyến khích Lục Cận Phong chọc cho Tô Yên tức giận bỏ đi, Hạ Vũ Mặc cũng vô cùng bất mãn với Lục Cận Phong. Tiểu Vũ, con liên hệ với mẹ con nữa đi, Lục Cận Phong hết cách, chỉ dành tìm Hạ Vũ Mặc nhờ giúp đỡ. Hạ Vũ Mặc hất đầu sang một bên, hứ, chú tự mình gây hỏa thì tự mình đi thu dọn tàn cuộc đi, con không thèm giúp đâu. Lục Cận Phong, Tiểu Vũ, mẹ của con mang thai em gái, không lẽ con không muốn có em gái sao? Lần này mẹ của con bỏ đi, ngay cả con cũng không thèm dẫn theo, đến cả con mà mẹ con cũng không cần, không lẽ con không lo lắng cho mẹ sao chứ? Mẹ không thể không cần con, mẹ không cần chú Lục thì có. Hạ Vũ mặc bực tức, buột miệng nói, mẹ gọi điện thoại cho con, mẹ nói sắp xếp ổn thỏa xong xuôi mẹ sẽ đến đón con. Nhận ra mình lỡ miệng, Hạ Vũ mặc hấp tấp ngậm chặt miệng lại. Lục Cận Phong nở nụ cười, giống như một con cáo giả lắm mưu nhiều kế tiểu Vũ, nói cho chú biết, mẹ con đi đâu rồi anh biết rõ, Tô Yên nhất định không buông bỏ Hạ Vũ mặc được, thế nào cũng sẽ liên hệ nó. Tô Yên đã từng liên hệ Tiểu Vũ, vậy chứng tỏ Tô Yên đang an toàn. Lục Cận Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết, Hạ Vũ mặc nghiêm mặt nói, chú Lục, chú đừng có cậy miệng con, con đã hứa với mẹ là không nói rồi, con sẽ không bán đứng mẹ đâu. Tiểu Vũ, chú không có kêu con bán đứng mẹ, bây giờ mẹ con đang trong cơn tức giận. Sức khỏe của cô ấy không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Lục cận phong thành khẩn khuyên lên, chú lục có lỗi với mẹ con, nhưng cũng không thể kết án tử hình như vậy được. Có phải là nên cho chú cơ hội sửa sai không? Hạ Vũ Mặc không nói không rằng, bất luận Lục cận phong nói gì đi nữa, cậu bé cũng không chịu nói ra tông tích của Tô Yên. Lục cận phong bất lực nói, tiểu Vũ à, chú đảm bảo với con, chú chỉ muốn biết mẹ của con có bình an hay không, tuyệt đối sẽ không đến tìm mẹ con làm phiền cô ấy cũng sẽ không bán đứng con đâu chú lục con thật sự không biết mẹ đang ở đâu mẹ chỉ gọi điện thoại không hề nói đang ở đâu hạ vũ mặc than thở nói với giọng điệu như một ông cụ non chuyện của người lớn các người thật phức tạp coi bộ dáng này hạ vũ mặc thật sự không biết rồi đôi mày lưỡi mác của lục cận phong cao lại thật ra chú thì không sao cả chỉ thương cho mẹ con mẹ con nổi giận đùng đùng bỏ đi trong người cũng không mang theo tiền ăn cái gì sống ở đâu đang mang thai lỡ như bị lạnh bị đói biết phải làm sao lỡ như ngất xỉu ở đâu đó không ai lo di út sẽ chăm sóc cho mẹ mà hạ vũ mặc lại một lần nữa lỡ miệng nhận ra mình đã bị lừa thêm lần nữa nó đứng dậy đi vào phòng con không nói chuyện với chú nữa lục cận phong mỉm cười người mà hạ vũ mặc có thể gọi là di út chỉ có lâu doanh thôi anh phải nên nghĩ ra từ sớm Tôi yên đi thiên lang rồi. Hạ Vũ mặc ợm ừ bỏ đi, bước vào phòng rồi lại ghé ra cửa sổ nhìn trộm, trông thấy Lục Cận Phong hấp tấp đi rồi, cậu bé mới yên tâm. Mấy lời nói lúc nãy thật ra đều do Hạ Vũ mặc cố ý nói ra. Nó cũng lo lắng cho mẹ. Ở ngoài hàng ngàn cây số, ở một cửa hàng sang trọng trong khu đô thị nào đó, Tô Yên đang hăng say mua sắm. Cái này, cái này, còn có cái này, gói lại hết cho tôi hiếm khi mới gặp được một khách hàng lớn, nhân viên bán hàng vui mừng không kể xiết. Cô Tô, tôi sẽ đóng gói lại hết cho cô. Cô xem xem còn cần món gì nữa không? Cửa hàng của tôi vừa mới về mấy mẫu túi sách Hermes mới. Tô Yên vô cùng hào phóng, không cần xem, gói tất cả lại cho tôi đi, quẹt thẻ. Dạ vâng. Lâu doanh đứng bên cạnh mà mắt chữ O miệng chữ A, chị à, chị đang lấy tiền xả giận hả? chỉ tính trước mắt thôi là Tô Yên đã tiêu hết mấy triệu mua quần áo, giờ lại mua thêm mấy chiếc túi sách, hơn trăm triệu lại đi toi rồi. Phụ nữ có bạc đái ai cũng không thể bạc đái chính mình. Tô Yên phóng khoáng quẹt thẻ, đi thôi, đi spa nữa. Chị à, chị một mình vượt ngàn cây số chạy đến đây tìm em, ngay cả tiểu vũ cũng không dẫn theo. Bây giờ lại kéo em đi ra ngoài mua sắm, có phải chị xảy ra chuyện gì rồi không? Lâu doanh thấy rất khó hiểu hơn nửa đêm hôm qua, Tô Yên gọi điện thoại cho cô ta, kêu cô ta bay đến đón mình bằng trực thăng. Bây giờ cô ta mệt mỏi dã rời, mà Tô Yên vẫn còn tinh thần. Tô Yên mỉm cười, chị thì có thể có chuyện gì chứ? Lâu doanh, mau chúc mừng chị trở về với độc thân đi, tự do vạn tuế. Lâu doanh ngạc nhiên hỏi, lục cận phong đá chị rồi hà? Chú ý cách dùng từ của em, Tô Yên chỉnh đốn lại, là chị đá anh ta chương 196, báo thù cho mẹ cháu. Vừa nghe thấy Tô Yên đạp lục cận phong, lâu doanh vô cùng hưng phấn, bát quái nói chị, kể cho em nghe đi, sao chị lại đạp người ta, có phải là anh dễ làm chuyện gì có lỗi với chị không? Trốn sau lưng chị tìm đàn bà sao? Tô Yên dương mắt nói, sao em biết? Đoán đúng rồi, lâu doanh vỗ tay cái đột, phân tích nói chị, chị nghĩ xem, bây giờ chị đang mang thai, lại không thể làm chuyện gì, Lục Cận Phong lại đang ở tuổi sức lực dồi dào, có thể nhịn được mới là lạ đấy. Tô Yên buồn giàu, lâu doanh, chị còn có rằng em sẽ nói vài câu an ủi người ta, vậy mà lời em nói lại đang sát muối vào vết thương lòng của chị đấy. Chân trời rộng lớn có nơi nào không có cỏ thơm đâu, hà tất gì phải treo cổ trên một cành cây chứ. Lâu doanh tình cảm mãnh liệt dâng chào nói chị, thiên lang chúng ta có rất nhiều đàn ông tốt, nếu đã như vậy chị có muốn tìm cha cho đứa bé trong bụng trước rồi đi không? Tô Yên, chị về ngủ một giấc đã. Tô Yên cất bước đi ra ngoài, những đồ vừa mua đều được người của cửa hàng đưa tới nơi ở. "Chị, không làm spa nữa hả? Ngủ là làm đẹp rồi." "Chị, chị đợi em với." Tô Yên ở lại chỗ ở của Lâu Doanh. Lâu Doanh là một người rất biết hưởng thụ, ở trong biệt thự tốt nhất thành phố, ở cùng với Bạch Phi Minh. Tô Yên trở lại chỗ ở, trực tiếp đi ngủ một giấc. Lúc ở một mình Tô Yên cũng thực sự bình tĩnh lại, cô ngồi trên giường ngẩn người, bàn tay xoa bụng, thấp giọng nỉ non các con có trách mẹ không? Vừa sinh ra đã không có cha. Lần này Tô Yên hạ quyết tâm không tha thứ cho anh, trong đầu cô đều là hình ảnh lục cận phong và tần nhã đang cùng nhau nằm trên giường, bất luận có xảy ra chuyện gì hay không thì trong lòng cũng rất chán ghét. Về việc nói xóa bỏ đứa bé chỉ là lời nói lúc nóng giận mà thôi, sao cô có thể nỡ bỏ đứa bé đi chứ? Trẻ con vô tội mà. Nhưng nếu đứa bé được sinh ra, không thể không liên quan đến lục cận phong cho nên cô chỉ có thể chạy trốn. Tô Yên cảm thấy bản thân mình rất không có tiền đồ, giống như một kẻ đào ngũ, đây hoàn toàn không phải là chuyện cô có thể làm ra. Có lẽ đứa trẻ là ràng buộc, cũng có thể là vì lục cận phong đã từng đối xử với cô quá tốt, trong lòng mới khó chịu, mới làm ra chuyện cực đoan như vậy. Tô Yên lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Tô Yên nằm xuống ngủ. Có lẽ thực sự quá mệt mỏi, vừa nằm xuống Tô Yên đã ngủ đến gần tối mới tỉnh dậy. Lâu Doanh đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, lúc Tô Yên xuống lầu đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Đói bụng thật đấy, Tô Yên xoa xoa bụng, ngồi xuống chị không khách khí đâu nhé. Lâu Doanh hỏi chị, chị định ở đây bao lâu? Không biết nữa, trước tiên cứ ở đây đã rồi tính tiếp. Tô Yên ăn thức ăn, liếc mắt nhìn Lâu Doanh, sao thế, em muốn đuổi chị đi sao? sao có thể chứ, chị ở đây luôn cũng không có vấn đề gì ấy chứ. Lâu doanh mỉm cười nói chị, dùng bữa đi, chuyện của Lục Cận Phong đừng nghĩ nhiều nữa, sau này ba người chúng ta dựa vào nhau mà sống, chị yên tâm ở nhà sinh con nuôi con, em và Phi Minh ra ngoài kiếm tiền. Ha ha, Tô Yên không nhịn được, phun thức ăn trong miệng ra ngoài, Lâu doanh à, sao chị cảm thấy em có ý đổ với chị nhỉ, em và Phi Minh, hẳn không phải là quan hệ kia chứ. Chớ trách Tô Yên nghĩ linh tinh, mà là do lời nói của lâu doanh khiến người ta suy nghĩ miên man bất định thôi lâu doanh và bạch phi minh như hình với bóng một người lạnh lùng một người nhiệt tình như lửa là sự kết hợp tuyệt vời đó bạch phi minh vội vàng giải thích giới tính của tôi thẳng đuột đấy nhé lúc này lâu doanh mới hiểu ý của tô yên khỏe miệng co rốt chị chị đúng là hiểu biết sâu rộng đấy tô yên cười nói hai người các người ngày ngày dính vào nhau như sam đừng trách chị nghĩ nhiều thực ra chuyện này cũng chả có gì mất mặt cả, chị là người rất cởi mở, có thể tiếp nhận được mà. Tô Yên nhíu mày, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh ngồi sát nhau, vai dựa vào vai, trong không khí phảng phất mùi gian tình nồng nặc. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau một cái, lập tức sách ghế ngồi xa nhau một chút, dáng vẻ giống như sợ người ta hiểu nhầm. Hai người đồng thanh nói, bọn em thực sự không phải là loại quan hệ đó đâu. Chị biết mà, Tô Yên cười híp mắt, làm ra vẻ như mình biết tất cả mọi chuyện nhưng mà nụ cười kia rõ ràng là đang nói hai người có gian tình hai người càng tô càng đen lâu doanh nhanh chóng đổi chủ đề chị cậu nghe nói chị đến nên muốn gặp chị đấy được không thành vấn đề tô yên cũng muốn gặp lệ quốc minh cô rất hứng thú với quá khứ của mẹ mình cậu ở đâu hay là bây giờ đi dù sao ban ngày ngủ nhiều rồi giờ cũng không có việc gì làm cả Lâu Doanh nói, "Vậy chị ăn cơm xong đi rồi em đưa chị đi nhé." Bên trong Thiên Lang vẫn luôn rất hỗn loạn, lòng người phân tán, người ủng hộ Lệ Quốc Minh rất ít. Cách đây không lâu, Lệ Quốc Minh bị kẻ thù truy sát, bị thương phải nhập viện, Thiên Lang càng hỗn loạn hơn, chia năm xẻ bảy. Ăn cơm xong, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh dẫn Tô Yên đến bệnh viện, tầng gác nơi Lệ Quốc Minh ở, mỗi một cửa ra vào đều có người canh gác, rất nghiêm ngặt. Tô Yên gặp Hoàng Nam trong hành lang rất bất ngờ nói chú Nam Nghiêu. Tiểu Yên, sao cháu lại ở đây thế? Hoàng Nam cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đó ở phân bộ, Tô Yên đi gấp, Hoàng Nam còn cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại Tô Yên nữa. Cháu tới thăm cậu. Hoàng Nam sáng tỏ, Tiểu Yên, cháu yên tâm đi, tên kia không chết được đâu, mạng cứng lắm. Tô Yên giờ khóc giờ cười, Hoàng Nam có thể từ phân bộ đến đây, chứng tỏ cũng rất lo lắng cho lệ quốc minh, Chẳng qua là việc chết cứng mỏ mà thôi. Giọng nói của Hoàng Nam rất lớn, giống như cố ý để lệ quốc minh ở trong phòng bệnh nghe thấy. Quả nhiên, một giọng nói tức giận từ bên trong truyền ra ngoài, tôi sẽ không chết trước ông đâu, ông sống cho tốt thì tôi mới không chết. Hoàng Nam tức giận, kẻ xấu sống lâu người tốt chết sớm. Tô Yên, Lâu Doanh, hai người này tuổi cộng lại cũng hơn một trăm rồi, sao lại cãi nhau như trẻ con thế? Tiểu Yên, chú đi trước nhé chú sẽ ở tổng bộ một thời gian, cháu có việc gì cứ đến tìm chú nhé. Vâng, Tô Yên nói, chú Nam Miêu đi thong thả. Sau khi Hoàng Nam rời đi, một mình Tô Yên đi vào trong, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đứng ngoài cửa chờ. Trong phòng bệnh, Lệ Quốc Minh dựa vào đầu giường, trông rất yếu ớt, mờ u bàn tay đang gắn dây chuyển nước. Tiểu Yên, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Ánh mắt Lệ Quốc Minh nhìn Tô Yên tràn đầy yêu thương. Cậu, Tô Yên cảm thấy rất kỳ diệu, Lần trước lúc gặp Lệ Quốc Minh cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, lúc đó, cô nào biết Lệ Quốc Minh là anh trai ruột của mẹ mình. Một tiếng cậu này vẫn còn rất mới lạ. Nhanh ngồi xuống đi, Lệ Quốc Minh vẫy vẫy tay, Tiểu Yên, vốn dĩ cậu định xử lý xong chuyện này mới đi nhận lại cháu nhưng hẳn là cháu cũng nghe lâu doanh nói rồi, Thiên Lang nhân tâm rối loạn, bây giờ cậu cũng lực bất tòng tâm. Cậu, cậu dưỡng bệnh cho tốt đi, những chuyện khác cũng đừng nghĩ đến nữa, không có gì quan trọng bằng cơ thể mình đâu ạ. À. Lê Quốc Minh lắc lắc đầu, Tiểu Yên, cậu bảo lâu doanh kêu cháu đến đây, là có chuyện muốn nói rõ với cháu, thân thể cậu càng ngày càng yếu, chỉ e thời gian không còn nhiều nữa, chuyện này chỉ có thể để cháu đi làm. Cậu, vừa rồi lúc cậu nói chuyện với chú Nam Nghiêu, giọng vẫn rất nội lực mà. Lê Quốc Minh, cậu giả vờ thôi. Tô Yên ho nhẹ một tiếng, cậu, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ. À. Tô Yên cảm thấy, bản thân là một người phụ nữ. Lễ Quốc Minh cũng sẽ không thực sự bàn giao cho chuyện gì quan trọng lắm, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lễ Quốc Minh khiến Tô Yên khiếp sợ. Lễ Quốc Minh nói: "Báo thù cho mẹ cháu." Chương 197: Tô Yên một mình gánh vác Kiên Lang. Lời của Lễ Quốc Minh khiến Tô Yên có một dự cảm không lành. "Cậu, cậu đừng đùa nữa, mẹ cháu bị bệnh chết, báo thù gì chứ?" "Mẹ cháu không phải bị bệnh mà chết đâu, năm đó nếu không phải vì tần chấn lâm" mẹ cháu cũng sẽ không nhiễm loại bệnh đó khiến cho các bộ phận cơ thể suy kiệt. cảm xúc của lê quốc minh có chút quá khích. tô yên nghe xong như lọt vào trong sương mù. mẹ cô quả thực bởi vì các bộ phận cơ thể suy kiệt mà chết, mà tần chấn lâm kia là ai chứ? trực giác nói cho tô yên biết, nếu cô tiếp tục hỏi nhất định sẽ dính vào ân oán của một thế hệ. cậu, cậu từ từ nói, đừng vội. tivi rót cho lê quốc minh một cốc nước. lê quốc minh uống nước xong từ từ nói tiếp, Tiểu Yên, cháu đã từng nghe nói đến địa sát chưa? Nghe rồi ạ, à, điều này thì có liên quan gì đến địa sát ạ? À? Kẻ thù hại chết mẹ cháu chính là người đứng đầu địa sát, Tần Trấn Lâm. Lệ Quốc Minh nói, Thiên Lang do cậu, mẹ cháu và Tần Trấn Lâm cùng nhau sáng lập nên, sau đó giã tâm của Tần Trấn Lâm quá lớn, rời khỏi Thiên Lang, tự lập môn phái riêng, lập nên địa sát, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, mẹ cháu giấu cậu đến địa sát gặp Tần Trấn Lâm, sau đó... Tô Yên Kiên nhẫn nghe, trong lòng ngoại trừ chấn động thì vẫn là chấn động. Trong ấn tượng của cô, mẹ là một người dịu dàng, dịu dàng như nước giống như những người phụ nữ phương Nam, cho nên cô thực sự khó mà tưởng tượng nổi, người mẹ như vậy lại cùng Lê Quốc Minh thành lập nên thiên lang. Từ trong miệng của Lê Quốc Minh, Tô Yên biết được sau khi mẹ mình đi tìm Lê Quốc Minh, trở về bị ốm một trận nặng, trong cơ thể nhiễm một loại virus không biết tên nào đó, sau đó âm thầm ra đi, đến đế đô cũng vào lúc đó mẹ gặp được tô đình nghiêm mai danh ẩn tích lệ quốc minh tìm mẹ rất nhiều năm thậm chí đến địa sát tìm người cũng không có tin tức gì tô yên đã từng nghe lục cận phong nói người đứng sau địa sát là một đại lão họ tần chỉ là không ngờ tần chấn lâm mẹ và lệ quốc minh lại có việc vướng mắc như vậy lệ quốc minh đổ toàn bộ cái chết của mẹ mình lên người tần chấn lâm cho nên những năm nay thiên lang và địa sát giống như kẻ thù truyền kiếp như nước với lửa, ân oán tích tụ ngày càng sâu nặng. Lúc này thiên lang loạn trong giặc ngoài, lệ quốc minh ngã xuống, thiên lang nguy cơ trùng trùng. Sau khi nghe xong, tội yên nhấp môi nói cậu, sau khi mẹ rời khỏi thiên lang, sinh sống ở đế đô gần 9 năm, năm cháu 8 tuổi thì qua đời, bây giờ cậu bảo cháu đi tìm tần chấn lâm báo thù, điều này có phải là có chút gượng ép không? Chỉ dựa vào lời nói một phía của lệ quốc minh, cô vẫn không thể cứ như vậy mà thực sự đi tìm ông ta báo thù được hơn nữa xét về tính chặt chẽ trong lời nói của lời quốc minh mà nói thì cái chết của mẹ thực sự không liên quan đến tần chấn lâm lắm virus gì mà có thể ẩn trong cơ thể người đến 9 năm được chứ cô nghe tô đình nghiêm nói lúc mẹ sinh cô ra thiếu chút nữa băng huyết mà không giữ được mạng hơn nữa sau khi sinh cô cơ thể của mẹ có mới càng ngày càng yếu nếu bàn về nhân quả há chẳng phải cô cũng là hung thủ giết chết mẹ mình hay sao Tâm trạng lễ quốc minh kích động, tiểu yên à, sao cháu có thể nói ra những lời như vậy chứ? Mẹ cháu bị lễ quốc minh hại chết, cháu thân là con gái bà ấy, sao lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Đúng là một lão đầu, cố chấp. Cậu à, cậu đừng tức giận, nếu ngày nào đó cháu gặp được tần chấn lâm, cháu nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mẹ cháu. Lễ quốc minh tay vỗ ngực, dựa vào đầu giường chậm rãi nói, thôi đi thôi đi, tần chấn lâm kia là một tên ích kỷ máu lạnh, thủ đoạn độc ác một cô gái như cháu sao có thể là đối thủ của ông ta chứ, cho dù có đi thì cũng là tự đi tìm cái chết thôi. Tô Yên, cậu, tại sao cậu và mẹ xích mích với Tần Trấn Lâm thế? Vừa rồi lời nói của Lệ Quốc Minh rất mơ hồ, Tô Yên cũng không ngốc mà tin toàn bộ lời của Lệ Quốc Minh. Lệ Quốc Minh nhìn Tô Yên, thở dài nói, đã qua hơn 20 năm rồi, tại sao lúc đó xích mích cậu cũng quên mất rồi? Khóe miệng Tô Yên co rút cậu, cậu không phúc hậu gì cả, Cháu dám đánh cược, với cái mức độ kích động vừa rồi của cậu thì chỉ sợ cái ngày xích mích đó, có dù mọi người ăn cái gì cậu cũng nhớ rõ ràng ấy chứ." Lễ Quốc Minh, "Cháu và mẹ cháu quả thực giống y như nhau, ngay cả tính cách cũng thế." Lễ Quốc Minh nói, "Bởi vì mẹ cháu mềm lòng mới khiến cho Tần Trấn Lâm có một người chống lại Thiên Lang đấy." "Cậu, cho dù cháu không phải là người trên giang hồ nhưng cũng nghe được một vài thứ, với thực lực của địa sát, chỉ sợ sớm đã vượt qua Thiên Lang rồi." Tô Yên phân tích nói, nếu giống như cậu nói thì Tần Trấn Lâm là một người thủ đoạn độc ác, chỉ sợ ông ta đã sớm chiếm đoạt Thiên Lang rồi, hiện tại Thiên Lang vẫn kéo dài hơi tàn, nếu như cháu đoán không nhầm hẳn là nguyên nhân từ mẹ cháu rồi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ông ta muốn cắn nuốt Thiên Lang cũng đâu dễ như vậy, giết địch một vạn tổn thất 800. Lệ Quốc Minh hừ lạnh một tiếng, vô cùng tự trách, đột nhiên, hai mắt ông ta sáng lên, một kế sách nảy lên trong lòng, Tiểu Yên, cháu có muốn đến làm người đứng đầu thiên lang không? Không không không, trò đùa này không vui chút nào. Tô Yên vội vàng từ chối, đùa cái gì vậy, cô sao có thể lãnh đạo những người đó chứ? Cậu đúng thật là nhạt bừa, thật là không phúc hậu, giao cục diện rối rắm kia cho cô. Lệ Quốc Minh kéo tay Tô Yên, vô cùng nghiêm túc lấy ra một chiếc vòng cổ đặt trong lòng bàn tay cô nói, đây là tín vật của người đứng đầu thiên lang, cháu và mẹ cháu, mỗi người một cái, bây giờ giao hết cho cháu, sau này thiên lang cũng giao cho cháu, cả đời cậu không con cái, thiên lang giao cho cháu thì cậu mới yên tâm được. Tô Yên khóc không ra nước mứt, cậu ơi, cậu đừng hại cháu gái cậu như vậy chứ, cậu nói cậu giao chút sản nghiệp gì đó của cậu còn tốt hơn nhiều, giao cho cháu cục diện dối rắm như vậy, cháu không biết đánh nhau, không biết làm ăn, nói không chừng vừa ra khỏi cửa đã bị người ta ám sát cũng không biết. Cháu có đầu óc, lệ quốc minh tín nhiệm Tô yên trăm phần trăm, tiểu yên, đừng tự coi nhẹ mình, Cậu tin tưởng cháu có thể quản lý tốt thiên lang, đương nhiên là có tiền rồi, đúng rồi, sau này để lâu doanh và phi minh làm vệ sĩ cho cháu, không ai có thể làm hại cháu được. Tô Yên, cậu, không được thương lương sao? Cứ quyết định như vậy đi, lễ quốc minh đưa ra cho Tô Yên một chủ ý, con người Hoàng Nam làm việc rất đáng tin, cháu lôi kéo ông ta, cậu tin tưởng cháu, rất nhanh cháu có thể khiến thiên lang sán lạn. Cậu, còn cậu thì sao? Lễ Quốc Minh làm ra vẻ yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, ỉu xìu nói, "Cậu già rồi, không được nữa rồi, tương lai là của người trẻ các cháu, Tiểu Yên, có thể cháu không phát hiện ra, cháu trời sinh có khả năng lãnh đạo, nắm được lòng người." Đồ Thừa cũng dứt khoát thật đấy. Bề ngoài trông Lễ Quốc Minh yếu ớt nhưng lúc làm việc lại mạnh mẽ vang dội. Lễ Quốc Minh lập tức gọi người phân phó, "Tôi Yên chính là người đứng đầu mới của Thiên Lang." Chưa đến nửa tiếng, tổng bộ cùng với các phân bộ đều nhận được thông tin này. Tô Yên rời vào tình cảnh không trâu bắt chó đi cầy, không hiểu sao lại trở thành người đứng đầu của thiên lang. Mà thời gian nhậm chức còn không tới một tiếng, tổng bộ rối loạn, có người đánh nhau. Tô Yên lập tức chạy đến tổng bộ, trên sân bãi rộng minh mông, chật nít người đang lao vào đánh nhau, ước chừng có khoảng vài trăm người. Tô Yên nhấp môi nói với Lâu Doanh bên cạnh, chị hơi khẩn trương, lần đầu tiên nhìn thấy trận đánh lớn nhau như vậy nhìn thấy đánh nhau, lâu doanh nhiệt huyết sôi trào chị, em dẫn người qua đó ngăn cản. Bỏ đi, chúng ta ngồi xuống xem đi, giữ gìn thực lực, đợi bọn họ đánh xong, chúng ta lại qua đó. Tô Yên thực sự ngồi bên bồn hoa, xem náo nhiệt. Lâu doanh và bạch phi minh liếc nhau. Chị, chị chắc chắn không phải là vì chị sợ chứ. Tô Yên chừng mắt, có thể đừng vạch trần lòng cô như vậy được không? Chị đây gọi là bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ trực đằng sau, vì tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng, là mưu lược chứ không phải sợ hãi. chương 198, thực lực quá tranh lệch. Lâu doanh cũng không vạch trần Tô yên nữa, cùng bạch phi minh ngồi xuống bên bồn hoa. Ba người đẹp ngồi cùng một chỗ, dưới đèn đường màu da cam tuyệt đối là một cảnh đẹp tuyệt sắc. Hai tay Tô yên chống cầm, nhìn một đám đại ca đánh nhau trước mặt hỏi, lâu doanh, đêm hôm khuya khoát sao bọn họ lại đánh nhau chứ? Chị, chỉ thấy người đàn ông cầm đầu bên trái kia không? Lâu doanh chỉ một người đàn ông cánh tay xăm chỗ nói, anh ta tên là Lương Văn Dũng, cha của anh ta trước kia là người có tiếng nói ở Thiên Lang, vừa chết cách đây không lâu, lập tức có không ít người ủng hộ anh ta, người này am hiểu đánh cận chiến, dã tâm rất lớn, một lòng muốn lật đổ cậu, tự mình ngồi lên vị trí đứng đầu của Thiên Lang. Tô Yên hiểu rõ gật đầu, binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt, có chí khí lắm. Lâu doanh, Sao cô ấy cảm thấy Tô Yên không biết phân biệt địch ta vậy? Bạc Phi Minh chỉ một thanh niên đầu chọc bên kia nói, người này tên là Ngô Sở Long, là con nuôi mà đại ca lệ nhận nuôi, anh ta là người có tiếng nói cao nhất trong thiên lang, một nửa người đều đứng về phe anh ta, nếu đại ca lệ ngã xuống thì anh là người có khả năng lớn nhất ngồi vào vị trí của đại ca lệ. Cậu nhận nuôi phải một tên vong ân phụ nghĩa rồi, đúng là dẫn sói vào nhà. Tô Yên gật gật đầu nói, hai người này vóc dáng không tệ, đánh nhau hung mãnh giống như dã thú, nhìn bắp thịt kia kìa, còn có đường nhân ngư kia, đẹp thật đấy, thật man. Lâu doanh sụ mặt chị, đây không phải là trọng điểm. Tô Yên ngó nghiêng nhìn hai người kia, cơ hội tốt như vậy, không thưởng thức một chút thì thật đáng tiếc. Bạch Phi Minh nói, đàn ông như vậy thiên lang có rất nhiều. Tài nguyên phong phú đấy nhỉ, Tô Yên buồn bực nói, tại sao hai đứa bọn em còn độc thân. Soi nhiều thịt ít, không nên. Lâu doanh nhanh chóng nói, loại đàn ông trông oai phong khỏe mạnh nhưng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không phải hợp khẩu vị của em. Tô Yên nhìn Bạch Phi Minh, Bạch Phi Minh nói tôi cũng không thích. Hai người đúng là phí của trời. Tô Yên ý thức được một vấn đề, bọn họ có nhiều người như vậy, vậy chúng ta có bao nhiêu người? Lâu doanh nhìn ba người, nói, đều ở đây hết nè. Tô Yên, đối phương có ít nhất 4-500 người mà bọn họ chỉ có ba người. Cậu cũng thảm quá rồi, ngay cả người mình cũng không có. Còn có chú. Hoàng Nam không biết xuất hiện từ chỗ nào, Tiểu Yên, chú đứng về phe cháu. Không đợi Tô Yên mở miệng, Lâu Doanh đã mở miệng chửi bậy rồi, chú Nam Nhiêu, với cơ thể của chú không chịu nổi một quyền của Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long, xương cốt giả dạ yếu thì vẫn nên về nhà tính dưỡng đi. Lâu Doanh, cháu đừng xem thường người khác, lúc chú đang ở trên giang hồ hỗn loạn này thì cô nhóc cháu còn không biết ở chỗ nào đâu. Tô Yên bất đắc dĩ nói, hai người đừng cãi nhau mà, bốn người chúng ta, ẩm ý nội chiến còn ra thể thống gì chứ. Lâu Doanh và Hoàng Nam ngưng chiến. Bạch Phi Minh nói, Tô Yên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nhìn bộ dáng của bọn họ hẳn là phải đánh thêm một tiếng nữa. Tô Yên nghĩ ngợi hỏi, Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long có vợ chưa? Chưa, sao thế? Lâu Doanh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Tô yên âm hiểm nở nụ cười, 36 kế chỉ có mỹ nhân kế là giết người không thấy máu, hai người mỗi người bắt một tên thu phục là xong rồi. Lâu doanh hưởng cười, chị, chị đúng là cái gì cũng dám nghĩ ra. Bạch Phi Minh hỏi, vậy còn cô? Tô Yên nói như chuyện đương nhiên, tôi là một người phụ nữ có thai, chẳng lẽ còn cần tôi xuất mã sao? Hai người các người là đủ rồi. Lâu Doanh, Bạch Phi Minh. Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh, mình cảm thấy chị cậu không đáng tin chút nào, hay là chúng ta làm phản đi? Tô Yên, tôi vừa ngồi lên vị trí đứng đầu thiên lang, dù sao các người cũng nên để cho tôi ngồi ấm mông rồi làm phản chứ. Hoàng Nam suy nghĩ sâu xa nói, chú cảm thấy cách của Tô Yên cũng được đấy. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh phóng ánh mắt như dao về phía ông ta, chăm miệng một lời, vậy chú đi đi. Vậy chú đi đi. Hoàng Nam sờ sờ cầm, chú là một ông già, ai mà thèm chứ. Quả nhiên, gần mực thì đen. Lâu doanh trợn mắt nói, chú Nam Miêu, giọng điệu nói chuyện của chú càng ngày càng giống chị cháu rồi đấy. Một trận gió lạnh thổi qua, tôi yên đứng lên, đi thôi, còn đánh nhau như vậy cũng không phải là cách. Dù sao cũng không thể cứ ngồi đây nói mát được. Tô Yên dẫn đầu, đi về phía đám người đang đánh nhau, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh mỗi người che một bên, Hoàng Nam đi phía sau. Vừa tới gần vòng chiến, một tên tiểu lâu la không biết bị ai đá cho một cú, suýt nữa đụng chúng Tô Yên, lâu doanh tay mắt lanh lẹ, một cước đá văng ra, giống như đá bao cắt vậy. Tiểu lâu la, đây là tạo nghiệt gì đấy? Tô Yên gần giọng hét to, dừng tay. Không ai nghe, thờ ơ. Tô Yên lại hét lên, dừng. Tất cả mọi người lao vào đánh chẳng phân biệt được địch ta. Chú Nam Nghiêu, Tô Yên vươn tay. Hoàng Nam đưa loa cho cô, lâu doanh kinh ngạc, cái này cũng có luôn. Hoàng Nam, vừa rồi chú tiện tay lấy ở phòng bảo vệ. Tô Yên hắng giọng, cầm loa hướng về bên kia, các vị nam sĩ dũng mãnh, dừng lại đi, nghe tôi nói hai câu. Không có phản ứng gì. Tô Yên dùng đòn sát thủ, tôi là người đứng đầu mới của thiên lang, Tô Yên. Giọng nói vừa dứt, mấy trăm người đồng loạt nhìn về phía Tô Yên. Chuyện thiên lang lập người đứng đầu mới, trên dưới thiên lang ai nấy đều biết nhưng mà người đứng đầu mới này, chưa ai từng gặp cả, cũng không xem là chuyện gì đáng để bận tâm. Lúc này Tô Yên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mọi người là sao lại tìm một cô gái xinh đẹp như vậy để lãnh đạo thiên lang chứ? Định nghĩa của đàn ông với người phụ nữ xinh đẹp chính là bình hoa. Thấy mọi người đều nhìn lại, tôi yên buồn bực hỏi, các người đều muốn ngồi vị trí đứng đầu này, vậy cũng nên tìm đúng người chứ, bây giờ tôi ngồi ở vị trí này, sao các người lại tự đánh nhau chứ? Tên đầu chọc ngô sở long bước lên phía trước, đánh giá tôi yên một phen, giọng nói đầy vẻ khinh thường, sao cha nuôi là để một người phụ nữ tới quản lý thiên lang chứ thực sự là bệnh đến hồ đồ rồi một người phụ nữ thì có thể làm nên trò trống gì chứ tô yên rất coi thường những người đàn ông xem thường phụ nữ cười lạnh tức giận nói phụ nữ có thể làm gì sao phụ nữ có thể sinh anh ra đấy không có phụ nữ thì anh chịu từ trong khe đá ra hả hai mắt lâu doanh sáng lên chị mắng hay lắm ngô sở long thẹn quá hóa giận chỉ tay vào tô yên nói cô thử nói thêm một câu nữa xem Tô Yên khinh thường nói, ngay cả bản thân mình sinh ra như thế nào cũng không biết, nếu giao vị trí đứng đầu thiên lang này cho anh thì anh cũng không ngồi vững nổi đâu. Ngô Sở Long gào thét một tiếng, đấm đấm lồng ngực của mình, bộ dạng như phát điên, thực sự trông rất giống đại tinh tinh. Ngô Sở Long chỉ tay về phía Tô Yên, có bản lĩnh thì một mình đấu với tôi. Nực cười, tôi đường đường là người đứng đầu thiên lang mà phải đánh một mình với anh sao? Vậy không phải là tổn hại uy danh của tôi? nói tôi ức hiếp anh sao tôi yên nói anh muốn đấu với tôi trước tiên cứ thắng hai vệ sĩ bên người tôi đi rồi nói tiếp tôi yên nói xong lùi về phía sau một bước lâu doanh phi minh hai người lên lâu doanh bạch phi minh người đứng đầu mới này đúng là không đáng tin mà mặc dù không nói gì nhưng lâu doanh và bạch phi minh vẫn đứng ra lâu doanh nhìn ngô sở long dựng ngón giữa nói bại tướng dưới tay Tới đây, có bản lĩnh thì đấu một mình với hai chị em chúng tôi đi." Tô Yên giơ ngón cái lên, dáng vẻ không biết xấu hổ này quả thực giống cô đấy. Người khác đánh đơn còn hai người là đánh hội đồng. Chương 199, Tô Yên quỷ kế đa đoan. Ngô Sở Long rất cạn lời, anh ta đã từng đánh nhau với Lâu Doanh rồi, cũng đã thua. Lại thêm một Bạch Phi Minh nữa, cũng không có gì ngoài ý muốn khi vẫn thua có đôi khi ngô sở long cảm thấy lâu doanh không phải là con gái làm gì có thể đánh nhau với đàn ông không chỉ có gọi còn có thể xử lý rất gọn nếu như bị thua ở trước mặt nhiều anh em như này vậy thì mất mặt biết bao nhiêu ngô sở long chỉ muốn đấu với một mình tô yên không ngờ lại là đánh nhau với lâu doanh sao thế sợ tô yên khẽ nhếch môi cười nói vừa nãy chỉ là đùa với mọi người một chút mà thôi tất cả mọi người về nhà đi đánh đấm gì chứ, hòa giảng trong yên bình thôi, tôi thấy mọi người vừa nãy cũng đã đánh đến mệt lả rồi. Chỉ bằng tất cả mọi người cùng quay về tắm rửa rồi nghỉ ngơi, có chuyện gì thì sáng mai sẽ lại nói. Đừng thấy tôi yên bên ngoài chỉ mỉm cười hi hi mà tưởng cô vô hại, thật ra cô từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát đám người này. Ngô Sở Long muốn đối đầu với một mình cô, nhưng bản chất lại là kiểu người có trí khí nhưng không có đầu óc, tính tình bộc trực, mấy người như này sẽ rất dễ để đối phó ngược lại kiểu người từ nãy giờ vẫn không có mở miệng nói câu nào như lương văn dũng bụng dạ lại cực kỳ sâu độc cô kỳ thật là đoán không ra tâm tư hoàng nam đứng lên nói ngô sở long lương văn dũng hai cậu cũng thật sự là kỳ cục đại ca lệ vẫn còn đang ở bệnh viện còn chưa có chết đâu hơn nữa hiện tại có người nối nghiệp thiên lang hai cậu còn ở đây om sòm gì nữa chứ hoàng nam là bậc người lớn của thiên lang nhưng mà ông ta vẫn luôn ở một phân bộ cực nhỏ của tổng bộ cho nên người ở đây cũng không có ai nể trọng ông ta. Lương Văn Dũng tinh tế đánh giá Tô Yên một dọc, sau đó hỏi chú Nam Miêu, đại ca lệ bóng công khai cho một cô gái lưu yếu đào tơ lên tiếp quản Thiên Lang, dù có thế nào cũng phải cho một cái lý do chứ. Đàn em của Lương Văn Dũng làm ầm lên. Đúng đó, xem cô gái đó trông yếu ớt như nào đi, mặt mày non nớt, có bản lĩnh gì mà bắt bọn tôi phải phục tùng chứ? Nếu như ở chỗ Thiên Lang này là dựa vào sắc đẹp để bàn về thực lực vậy chi bằng cút xéo khỏi đây vẫn còn kịp. Đại ca lệ cũng thật là, tuổi tác đã cao rồi còn tìm một cô em non nớt xinh đẹp tới đây. Thật sự là súng ống còn xài tốt à. Ha ha ha, mọi người cũng cười vang, Ngô Sở Long và Lương Văn Dũng cũng cười hùa theo. Sắc mặt của Hoàng Nam vô cùng khó coi, vừa định tới dạy dỗ thì Tô Yên bên này cũng miễn cưỡng phất tay nói, bớt phí lời với họ đi. Lâu doanh, dạy dỗ đám người họ nên làm như nào đi dạ, chị, lâu doanh cũng ngứa mắt lắm rồi, thân là con gái, cô ta nhất định không chịu nổi chuyện bị cánh đàn ông trà đạp tôn nghiêm của mình dưới chân. Đây chính là phân biệt đối xử. Nếu như xem thường phụ nữ, vậy cô ta cũng sẽ dùng nắm đấm để dạy dỗ đám đàn ông này, cho họ biết cái gì gọi là phụ nữ không hề kém cạnh đàn ông. Lâu doanh nhanh chóng ra nắm đấm, tấn công về phía Lương Văn Dũng, Bạch Phi Minh cũng lập tức nhắm về phía của Ngô Sở Long. Những người khác lập tức lùi về sau, chỉ trừ lại một khoảng trống lớn. Tất cả đều đánh tay đôi, nắm đấm đụng vào nắm đấm, lấy cương đối đầu với cương. Động tác dứt khoát và lưu loát, không hề thừa thải một chiêu thức nào. Sát khí nồng nặc. Tô Yên thấp giọng hỏi, chú Nam Nhiêu, chú cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của Lâu Doanh và Bạch Phi Minh tầm bao nhiêu? Đây chính là chiến dịch mà lần đầu tiên cô tiếp quản Thiên Lang, nhất định phải mở đầu thuận lợi. Hoàng Nam cân nhắc, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh linh hoạt, kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng không cần bàn cãi nữa, đấu một mình thì sẽ rất có lợi thế. Cộng với phía đối phương là Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long rất thiếu kinh nghiệm thực chiến, địa vị của họ cao nên ít nhiều gì cũng có chút thói quen sống trong nhung lụa, bọn họ không phải là đối thủ của Lâu Doanh. Tô Yên yên tâm rồi. Quả nhiên, chỉ qua tầm mười mấy chiêu, Lâu Doanh tung một quyền thẳng vào sườn mặt của Lương Văn Dũng, người kia trao đảo hai bước được đàn em đỡ lấy. Đại ca Lương Lương Văn Dũng thua, khẳng định là rất tức giận. Chịu thua ở trước mặt nhiều anh em như vậy, dù có là ai cũng đều sẽ rất mất mặt. Lương Văn Dũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, không có chuyện gì. Cùng lúc đó, Bạch Phi Minh cũng dùng một cú quật ngã ngô sở long. Tô Yên không nhịn được mà huyết sáo, đúng là thần tượng của tôi. Nói thật, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh có bản lĩnh đấm đá như này, Tô Yên quả thật rất hâm mộ và kính nể. Lâu Doanh hờ hững như gió, hất tóc xong lại cười lạnh, đến cả phụ nữ cũng không đánh lại, mấy người có còn là đàn ông không? Sợ xanh mặt nhưng vẫn làm ra vẻ. Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long sợ xanh mặt. Ngô Sở Long lại tức giận quát, hai người các người có chỗ nào giống phụ nữ, rõ ràng chính là đàn ông đột lốt phụ nữ. Nói lại thêm lần nữa xem, lâu doanh vùng nắm đấm lên ham dọa, nhìn khí chất quả thực nếu người kia còn dám nói thêm một câu, cô ta thật sẽ một cú đập chết người vậy. Ngô Sở Long tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Thấy cũng gần đủ rồi, Tội yên mới giờ còi lên nói, được rồi, mọi người cũng bàn luận xong rồi, giải tán đi. Ai tự mà về nhà nấy tìm mẹ, ngày đầu tiên tôi lên nhậm chức, mấy người tốt xấu gì cũng nể mặt chút đi. Mọi người, người lãnh đạo mới này có phải là chưa biết tình hình của Thiên Lang bây giờ không? Nội bộ Thiên Lang chia 5 xẻ 7, tất cả mọi người đều muốn chia chát lợi nhuận cho mình, có ai mà nể mặt ai nữa chứ? Tô Yên nói tiếp, "Đúng rồi, tôi sẽ giới thiệu hoàn chỉnh về mình một chút. Tôi là Tô Yên, con gái của Lệ Uyển, là cháu ngoài của Đại ca Lệ. Nói thật thì tôi cũng không muốn kế nhiệm chức vị lãnh đạo này đâu, tôi hoàn toàn là bị cậu ruột của mình gài bẫy thôi. Nhưng mà, nếu như tôi tiếp nhận Thiên Lang thì cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người, nhất định sẽ khiến mấy người tương thân tương ái, sẽ cùng nhau xây dựng Thiên Lang trở nên huy hoàng." Tô Yên hoàn toàn ra dáng của một vị lãnh đạo đang đứng trước mặt nhân viên mà nói. Ngô Sở Long với Lương Văn Dũng không cam lòng, suýt chút đã bị Tô Yên chọc tức đến thổ huyết. Hai người bọn họ vì để tranh giành chức vị lãnh đạo này mà sứt đầu mẻ chán, Tô Yên lại dễ như ăn bánh mà ngồi lên vị trí đó, còn làm ra vẻ không mấy tình nguyện là bị bức ép mới ngồi lên nữa chứ. Cả hai chỉ thiếu mỗi việc quỳ xuống trước mặt Tô Yên, miệng lớn tiếng bảo chị gái, nếu chị không cần thì nhường lại cho bọn tôi đi nữa mà thôi mọi người đều bị lời nói của tô yên làm cho sửng sốt công việc hoàn tất tô yên ném còi qua cho hoàng nam về nhà ngủ tô yên đi phía trước lâu doanh và bạch phi minh nối bước theo sau hoàng nam chắp hai tay ra sau nhìn lương văn dũng và ngô sở long nói hai người các cậu thật sự không khiến người ta an tâm về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi tô yên vừa đi Hai người này khẳng định cũng không đánh nhau nữa, ngược lại trong lòng cả hai đều nhận thức được một mối nguy hại. Lương Văn Dũng hỏi, "Còn đánh không?" "Đánh cái con khỉ á?" Ngô Sở Long nói, "Thật là không ngờ, nhà họ Lệ vẫn còn có người nối nghiệp." Lương Văn Dũng nhìn theo hướng Tô Yên rời đi, nói, "Đại ca Lệ dám giao Thiên Lang cho cô gái này, chứng tỏ cô ta không hề đơn giản." Ngô Sở Long khẽ hừ một tiếng, "Cô ta còn thật sự tưởng rằng cái ghế lãnh đạo của Thiên Lang đó ngồi êm sao?" một người phụ nữ mà thôi đánh không lại cũng không quan trọng lắm phải nghĩ cách để cô ta biết khó mà lui chúng ta đều đồng loạt bãi công hết tôi coi thử cô ta điều hành lại thiên lang như thế nào giữ lại một cái vỏ rỗng cứ trực tiếp cho một cái giá rỗng mà đựng chiêu trò rút củi dưới đáy nồi này là một cách hay lương văn dũng cũng nhếch miệng nói trước tiên tôi dắt anh em của tôi về nghỉ ngơi vậy tôi cũng rút lui ngô sở long vẫn chấp niệm mà nói thiên lang này cuối cùng sẽ cũng thuộc về tôi tô yên quay về lập tức bảo hoàng nam kể lại rõ ràng chi tiết chuyện làm ăn và tình hình của thiên lang cho mình từng chút một chuyện làm ăn của thiên lang trải rộng toàn quốc hai đường ăn sạch tô yên nghe tình hình của thiên lang xong thở dài nói cậu cũng thật là một nhân tài có thể đánh át chủ bài đang khỏe mạnh trở nên nát bấy cũng thật hẳn là năng lực trời ban rồi lâu doanh mỉm cười chị nếu để cậu nghe được câu này của chị, chị e là sẽ kích động đến uống thuốc trợ tim mất. Hoàng Nam hừ lạnh nói, ông ta chính là kiểu người bảo thủ, không có sự giúp đỡ của Uyển Nhi thì ông ta có thể làm được gì cơ chứ? Tô Yên hỏi, mẹ của con trước đây lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, Uyển Nhi là đứa con gái thông minh nhất mà chú từng thấy. Hoàng Nam nhắc tới lệ Uyển lại bắt đầu tỏ vẻ thương tiếc, chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Mẹ của con lợi hại như vậy, còn cũng không thể kém cạnh được. Tô Yên nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, kế tiếp còn có một trận chiến ác liệt hơn phải đương đầu nữa đó. Trải qua lần giao chiến đầu tiên, Tô Yên biết Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long sẽ không cứ thế mà cho qua. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hai người này lập tức bắt đầu gây sự. Thiên Lang có một lô hàng phải vận chuyển sang nước M, hàng và thuyền đều đã ở bến tàu, nhưng không có ai tới chở hàng cả. Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long đều lấy lý do bị bệnh không tiếp khách, mà hai anh em ở trên thuyền kia không có lệnh của hai người họ thì cũng không làm việc. Hoàng Nam cuống cuồng lên, "Tiểu Yên, chuyện này phải làm sao đây? Nếu như không chuyển hàng đi thì sẽ chậm tiến độ giao hàng, vi phạm hợp đồng." "Quá nham hiểm." Lâu doanh vỗ bàn nói, "Con sẽ dắt người tới bến tàu, Phi Minh, đi." Cả hai nói xong, lập tức muốn đi. Tô Yên mở miệng nói, "Bình tĩnh." thích động sẽ không giải quyết được vấn đề. Hai người này cũng có chút đầu óc, biết dùng chiêu rút củi dưới đáy nổi nữa cơ. Bây giờ lập tức tìm người xếp hàng để trở đi mới là việc cần làm trước mắt. Lâu doanh hỏi, tìm người ở đâu? Tô Yên nhíu mày, có tiền thì còn sợ không tìm được người sao? Hoàng Nam, chỉ sợ thiên lang sẽ không bỏ tiền đi tìm người đâu. Tô Yên nghĩ ngợi, mỉm cười tùm tìm đi về phía lâu doanh, em gái ngoan. Lâu doanh chờ thấy lạnh sống lương chị, chị đừng có nhìn em như thế nha, em không có tiền. Trước đây không lâu không phải em vừa mới kiếm được lời hơn 200 triệu đó sao, mang ra cho chị vay gấp nào. chương 200, Lục Cận Phong vượt ngàn dặm để đuổi theo vợ. Đưa tiền cho Tô Yên, đây còn không phải là dùng bánh bao để đánh chó, một đi không trở lại sao. Lâu doanh lắc đầu như chống lắc, không có tiền, xài hết rồi hai hôm trước em có mua một căn nhà ở nước ngoài, chi hết rồi. Em gái ngoan, em như này là không có trưởng nghĩa đó nha. Tô Yên nở nụ cười, vỗ lên bả vai của Lâu Doanh, sẽ trả lãi, không có mượn không đâu. Lâu Doanh trợn mắt ngơ ngác, ngày hôm qua lúc chị mua túi sách, không phải rất hào phóng đó sao? Cũng không phải đúng lúc đều đã xài hết rồi đó sao? Tô Yên nói, cũng may có lợi nhuận kha khá của tập đoàn Tô Thị vào mỗi tháng, nếu không chị cũng không có tiền đâu. Tập đoàn Tô thị thuê người khác tới quản lý, mỗi tháng đều sinh ra lợi nhuận, Tô Yên cũng không có xen vào chuyện ở đó nữa. Vậy chị tìm tới Lục Cận Phong lấy đi, anh ta tài sản cả ngàn tỷ, không có thiếu tiền. Chị chia tay với anh ta rồi, làm sao còn có thể xài tiền của anh ta chứ, vậy thì mất mặt lắm. Tô Yên cười nói, em gái ngoan, cho chị mượn 10 triệu là được rồi. Nói xong, Tô Yên quay sang hỏi Hoàng Nam, 10 triệu đủ không? Hoàng Nam vội vàng tính một chút, nói đủ rồi. Lâu doanh, chú Nam Nhiêu, chú với chị ấy hợp tác lại cướp giật của con, tìm người tới chuyển hàng đi thôi mà, 10 triệu ư. Hoàng Nam cũng học theo dáng vẻ kia của Tô Yên, đáp hiện tại thiên lang không chi tiền nổi, lỗ hồng tài vụ càng lúc càng lớn. 10 triệu này chỉ e là chưa có lấp được lỗ thủng kia đâu. Nghe thế, Lâu Doanh lập tức nói, em cũng chỉ cho mượn 10 triệu thôi, không có nhiều hơn nữa đâu. Tô Yên mỉm cười, "Cảm ơn. Có tiền, sẽ có thể kiếm được người." Tô Yên bảo Hoàng Nam lấy tiền đi tìm người, mặc kệ là nam nữ già trẻ, chỉ cần chịu chuyển hàng đi thì đều có thể tuyển. Vì để cam đoan hàng có thể chuyển đi đúng giờ, Tô Yên tự mình đi tới bến tàu giám sát. Muốn điều chỉnh lại Thiên Lang cũng không khó, mấu chốt chính là có đủ tiền. Trên đời này, chỉ cần có thể ra giá được, dùng tiền giải quyết được thì cũng có thể hoàn thành 90% rồi. Tô Yên ghé một quán nước ở bến tàu mua một cốc nước trái cây, một phần bánh kem lớn, nhàn nhã vừa ăn uống vừa xử lý đống dữ liệu về tình trạng tài chính trong mấy năm gần đây còn có thể làm ăn được của Thiên Lang. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đều ở trên thuyền giám sát việc chuyên chở hàng hóa. Hoàng Nam thì liên lạc với bên đối tác thu mua. Tô Yên lại đang điều tra thông tin dữ liệu trong máy tính, trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông. "Tô Yên." Tô Yên ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt cô là một người đàn ông tướng tá đầy mỡ đầu có hơi hói thoạt nhìn trông vô cùng đầy đặn anh là ai trong một thoáng tôi yên không nhớ được đã gặp người này ở đâu tôi lạc gia bách đây chúng ta là bạn cùng lớp ở trường đại học cậu không nhớ tôi sao tôi còn từng theo đuổi cậu viết thư tình cho cậu đó xin lỗi người viết thư tình cho tôi nhiều lắm trong một thoáng tôi thật sự vẫn không có nhớ được cậu lạc gia bách cười nói tôi yên cậu vẫn hài hước như trước, nhưng mà so với trước đây thì còn xinh đẹp hơn nhiều, thậm chí còn có nét của một người phụ nữ thành thụ rồi. Tô Yên cười khan một tiếng, cậu cũng thay đổi rất nhiều, coi bộ cuộc sống cũng rất ổn định nhỉ, người cũng phát tướng như này rồi. Lạc ra bách hơi đỏ mặt, bản thân mình gặp được grass ngày đó của mình, nhưng còn chưa tới 30 mà anh ta đã trông như một ông chú bụng phệ, đầu cũng hơi hói cả rồi. Mấy năm này xảy ra rất nhiều chuyện, đúng rồi, tôi hiện đang làm chủ quản của công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất Ngã Vân, lương một năm là 100 triệu, cuộc sống cũng khá giả, còn cậu? Lục gia bách nhắc tới công việc của mình, là tiền đồ rộng mở, cũng có một loại cảm giác là đang khoe khoang. Dáng vẻ bên ngoài khiến người ta thất vọng, nhưng anh ta cũng không thể để mất mặt về lĩnh vực công việc được. Tôi, tạm thời vẫn chưa có công việc. Tô Yên nói lời này kỳ thực là nửa thật nửa đùa, cô là chủ ngầm của tập đoàn Tô Thị, cũng không phải tự mình đi tới công ty làm việc. Cũng coi như là không có công việc rồi. Còn về chuyện tiếp nhận thiên lang này, Tô Yên dĩ nhiên sẽ không nói, bởi người khác nhất định cũng sẽ không tin. Lục Gia Bách ngồi ở phía đối diện với Tô Yên, rất nhiệt tình hỏi, vậy cậu là đang làm gì ở đây? Du lịch, kết hôn hả? Không có. Xăm ba câu hỏi đáp, Lục Gia Bách cũng nắm được một vài thông tin về người này. Không nghề nghiệp lại không có bạn trai, một mình chạy tới thành phố này du lịch, đồ mặc trên người cũng không phải loại thương hiệu gì, hẳn cũng là học người ta du lịch tự túc. Xem ra, cuộc sống của Grass anh ta không mấy suôn sẻ. Vừa nghĩ như thế, lục ra bách càng thêm hài lòng nhìn Tô Yên. Hầu như đàn ông đều không thích người phụ nữ hơn bản thân mình, kiểu phụ nữ không có bản lĩnh gì mà lại xinh đẹp như này bình thường là nổi trội nhất, cũng là dễ tán tỉnh nhất. Lạc ra bách nhoèn miệng cười, bày ra phong cách của một người đàn ông lịch lãm mà nói, tội yên, chúng ta có thể gặp lại nhau sau mấy năm tốt nghiệp vậy chứng tỏ là có duyên với nhau rồi. Ông trời sắp đặt, chúng ta không thể phụ bỏ đâu, vừa hay tôi cũng đang độc thân, làm bạn gái của tôi nhé. Tội yên cứ như là vừa nghe xong câu chuyện cười nào đó vậy, kinh ngạc nhìn lạc ra bách cậu không có nói đùa đó chứ. Trước đây mặt mũi cậu khá điển trai mà tôi còn không chịu, bây giờ cậu biến thành một ông chú bụng vệ như này, cậu nghĩ tôi sẽ chịu cậu hả? Tô Yên nói dứt khoát, Lục Gia Bách được một phen xấu hổ, nói, mấy năm nay bận chuyện công việc, quả thật là có hơi sơ sài chăm chút bản thân, nhưng mà mấy thứ này đều là vẻ bên ngoài thôi. Tô Yên, tôi biết cậu không phải là kiểu người nông cạn như vậy đâu. Tô Yên một bên vuốt máy tính, một tay chống cằm, nhún vai nói, đó là bởi vì cậu không hiểu rõ về tôi đó thôi, tôi chính là kiểu người nông cạn thế đấy. Nếu như cậu không hài lòng thì tôi sẽ giảm cân. Lạc Gia Bách biết với vẻ bề ngoài như này thì không có ưu thế, còn nói, đúng rồi, tôi có mua căn nhà ở nội thành, lô ba, hơn 3 triệu đó. Còn nữa, cậu có thấy cái xe đậu ở cổng đó không? Đó là chiếc BMW của tôi. Tô Yên liếc nhìn, chỉ là một chiếc BMW hơn 30 triệu mà thôi. Tô Yên cũng biết tổng ý định của Lạc Gia Bách, vừa nãy lúc xuống xe, người này còn cố ý để chìa khóa ở trên chiếc xe BMW đó, chỉ sợ có người không biết là anh ta lái chiếc BMW này tới đây. Đây chính là đang khoe của với cô mà. Tô Yên đang muốn mở miệng, một chuỗi chìa khóa xe sang được ném trên bàn, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên ở sau lưng khiến Tô Yên sởn cả tóc gáy. Chỉ với chút tài sản này của anh chỉ khiến cô ấy chướng mắt mà thôi. Tô Yên bỗng quay đầu nhìn lại, thấy Lục Cận Phong đang đứng bên cạnh lại kinh ngạc đến không nói nên lời. Anh tới từ lúc nào vậy? sao cô lại không mảy may hay biết gì vậy chứ? Lục Cận Phong mặc một bộ áo khoác màu xám, phối với chiếc khăn choàng cổ màu nhạt. Anh đứng ở đó khiến người nhìn vào chỉ có thể liên tưởng tới một câu nói, người trên đường trông sinh như ngọc, công tử lại dáng dấp vô song. Một cỗ khí chất tôn quý của người có tiền thổi vào trong mặt. Đủ vỗ bôm bốp vào Lạc Gia Bách. Lạc Gia Bách nhìn Lục Cận Phong, ánh mắt của người này quá đáng sợ, khiến đối phương nhìn mà phát khiếp. Anh ta cũng đã từng lăn lộn chỗ này làm ăn đã nhiều năm rồi, rất có con mắt nhìn người, người này vừa nhìn đã biết là không đơn giản. Nhưng mà ở trước mặt Grass, Lạc Gia Bách vẫn cố gắng duy trì mặt mũi của một người đàn ông lịch lãm, Tô Yên, người này là ai? Tô Yên không thèm liếc mắt nhìn Lục Cận Phong, cười khẩy nói, tài xế xe taxi công nghệ, đừng để ý tới anh ta, hai chúng ta tiếp tục tán gấu. Lục Cận Phong, vợ vẫn còn đang giận. Lạc Gia Bách vừa nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một tài xế à. Khó trách lại có nhiều chìa khóa xe như vậy. Người bình thường có ai mà mang nhiều chìa khóa như vậy ra ngoài chứ, vừa nhìn thấy là biết ngay dùng để đi cua gái rồi. Nghĩ như thế, Lạc Gia Bách cũng cảm thấy khí chất khó đụng tới khi nãy của đối phương đều là đang giả vờ mà thôi. Tô Yên hai tay ôm lấy mặt, mỉm cười nhìn Lạc Gia Bách, đột nhiên rất nhiệt tình mà nói, "Đúng rồi, năm đó mấy lá thư tình mà cậu viết cho tôi." tôi vẫn còn giữ đó. Thật sao, Lạc Gia Bách mở cờ trong bụng, tưởng rằng bản thân mình khoe xe sang đã có tác dụng kéo được sự chú ý của Tô Yên rồi, lại nói Tô Yên, đời người ngắn ngủi, lúc trước tốt nghiệp xong tôi đã rời khỏi đế đô, bây giờ gặp lại ở chỗ này quả thật chính là trời cao sắp đặt. Tôi cũng cảm thấy vậy đó, duyên phận trời cao sắp đặt, đỉnh nhất đó. Tô Yên chủ động nói, lưu số nhau đi, thường xuyên liên lạc, hẹn nhau đi uống cà phê này nọ cũng tiện. Được đó, Lạc Gia Bách nôn nóng không đợi kịp mà đọc số cho Tô Yên. Cả hai cùng trao đổi số điện thoại, Lục Cận Phong hoàn toàn bị gạt sang một bên. Anh hận không thể bế Tô Yên lên rời đi, nhưng mà anh không dám. Lần này anh đến là để chịu tội, nếu lại gây ra tội thì sẽ càng hứng chịu sự ghẻ lạnh của người kia mất. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 11